chào các bạn các bạn đang nghe bộ truyện tà thiếu dược vương của tác giả phương tưởng được chuyển thể thành truyện audio bởi kênh youtube truyện đêm khuya audio bộ truyện đã được dịch trọn bộ nhưng đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ mong rằng các bạn sẽ hài lòng khi nghe nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin 3 giây nhấn like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn chương 892, mắt trừng miệng nín. Cách bến cảng không xa, tại nơi sườn núi cao, bởi nơi đây địa thế mở rộng, phong cảnh đẹp đẽ. Xa xa cột buồm chiến hạm san sát, rất đượm phong tình, bởi vậy không ít quán trà tiểu điếm kiến lập nơi đây. Ô che nắng đủ mọi màu sắc khắp sườn núi cao tuyết trắng trông rất đẹp mắt, trở thành phong cảnh tuyết trắng cực đặc sắc. Rất nhiều nhân vật quyền quý địa phương khi rảnh rỗi đều thích chạy đến nơi đây nghỉ ngơi, uống uống trà, ăn điểm tâm, để câu cái buổi chiều thong dong mà thích ý. Trên sườn núi cao, dưới một chỗ ô che nắng, một đám người đang thong rong uống trà, ăn điểm tâm. Những người này đều mặc cẩm y hoa phục, hiển nhiên xuất thân bất phàm. Cũng là thu huynh cao minh, Claudia mỹ nhãn như tơ, thanh âm ngọt lịm, thấm vào lòng người. Nàng mặc một bộ váy dài trắng, xinh đẹp vô cùng, cổ thon dài trắng nõn đeo vòng kim cương sáng chói lóa mắt càng làm tăng thêm mấy phần quý phái ung dung. Vòng cổ vừa đẹp che khuất vết thâm trên cổ nàng, nam tử được gọi là thu huynh, tướng mạo anh tuấn, khí độ bất phàm, hắn cười tiêu sái, chỉ có thể cho hắn chút phiền toái nhỏ, làm hắn thêm chút bức bối, chẳng có tác dụng thực chất gì. Tuy rằng y hơi thích Claudia, nhưng mà cũng không phải là công tử bột chỉ biết sống phóng túng, vào cái thời kỳ then chốt này, nên tận lực bớt rước lấy phiền phức. Mai Tư phỉ nhĩ đức thương hội tự nhiên không được y để vào mắt, Claudia cầu đến y, y khó mà từ chối, nhưng mà cũng không ngu đến mức cùng đối phương cứng đối cứng. Xuất thân đỉnh cấp danh môn, y hiểu rất rõ một mực đấu quyết liệt xính gan, tại xã hội thượng lưu chỉ là thủ đoạn rất thấp kém. Tựa như hiện tại, y dùng một chiếc thương thuyền chặn lối vào bến cảng là phi thường xảo diệu. Có chiến hạm cấp hoàng kim thì sao hả? Mình dùng một chiếc thương thuyền phổ thông là có thể khiến Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Thương Hội chỉ có thể ngậm bồ hòn. Tại thế giới danh môn, một chiếc chiến hạm cấp hoàng kim thực sự quá bé nhỏ không đáng kể. Một chiếc thương thuyền của Thu Gia là đủ để ngăn chặn một chiếc chiến hạm cấp hoàng kim, đây là sức nặng của Thu Gia. Thu Vân Khởi cũng có ý mượn cơ hội này gõ người khác nữa, trận chiến tranh này chỉ vừa mới bắt đầu, lại là chiến dịch then chốt quyết định vận mệnh gia tộc hơn 1.000 năm. Những minh hữu này của Thu Gia, chẳng ai không có tính toán của riêng mình. Ngay cả Elizabeth gia tộc, cũng không vâng lời lắm, cũng tốt, cũng khiến những gia hỏa này nhìn lại, hai chữ Thu Gia này đến tột cùng có sức nặng bao nhiêu. Thuyền của Thu Gia, dù cho là một chiếc tiểu thuyền tam bản, ngăn chặn thông đạo, có ai dám làm phiền. Tới tới tới, nếm thử trà mới năm nay, lòng huyết quế do Hàn gia mới trồng, các vị đánh giá một chút. Thu Vân khởi thập phần nhiệt tình mà bắt chuyện với mọi người, xung đột ở bến cảng, y không để ở trong lòng. Hiện tại đối với y mà nói, hưởng một buổi chiều sảng khoái tốt đẹp trọng yếu hơn bất cứ cái gì. Trà ngon, mỹ nhân, đều là thứ y yêu thích. Ánh mắt y nhìn về phía Claudia tràn đầy thích thú, Claudia cũng không phải là nữ nhân đẹp nhất y từng gặp, nhưng mà chữ Diễm lại không người có thể đụng, quyến rũ động nhân hắn thực sự vô pháp lý giải trên đời này sao có nam nhân nỡ lòng hạ thủ được với loại vưu vật này. Trà thơm quá, Claudia kinh ngạc, trà trong chén đỏ tươi như máu, mùi thơm nước mũi. Nàng xuất thân danh môn, tiêu dùng xa xỉ, tự nhiên là người biết hàng, lòng huyết quế trước mặt tuyệt đối giá trị thiên kim. Phí không ít khí lực, Thu Vân khởi cười cười, nghe mỹ nhân tán thán, trong lòng nhịn không được hơi có chút đắc ý. Y dơ chén trà lên, hướng về mọi người mời, các vị, thỉnh mọi người nâng chén thỉnh claudia liếc mắt đưa tình với thu vân khởi lúc này này mới ngưng chén trả uống cạn trong rất nhiều người theo đuổi nàng thu vân khởi là người nàng ưng ý nhất người anh tuấn ra thế tốt lại có bản lĩnh không phải những công tử bột kia có thể so hơn nữa tại thời điểm mấu chốt như vậy có thể thông ra với thu gia đối với elizabeth ra mà nói có nghĩa ôm được một cái bắp đùi to đến mức không thể to hơn nhưng mà claudia hiểu rõ là cách nói thu vân khởi là người theo đuổi mình có hơn phân nửa là tung tin vịt. Thu Vân khởi đối với mình khá thích thú là có, nhưng mà còn lâu mới là người theo đuổi. Huống chi, nam nhân ưu tú xuất sắc như Thu Vân khởi, thiếu gì người theo đuổi. Nhất định phải lưu lại ấn tượng tốt trước mặt Thu Vân khởi, trong lòng Claudia âm thầm nhắc nhở mình, động tác cử chỉ của nàng càng thêm yêu nhã. Bỗng nhiên, ánh mắt nàng rơi vào bến cảng ở xa xa, đôi mắt đẹp kiều diễm mướt át đột nhiên trợn tròn, hoàn toàn đã quên mình đang uống trà nước trà màu đỏ tựa như bọt máu phun ra, Thu Vân khởi ngồi ở đối diện nàng, né không kịp, vừa vặn bị phun vào người. Một mảnh tĩnh mịch, mọi người đều bị sự thất thố của Claudia chấn kinh, dưới ô che nắng lại yên tĩnh và bối rối, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chân tay luống cuống. Trong mắt Thu Vân khởi hiện lên chút u ám, nụ cười tươi trên mặt biến mất, từ nhỏ y đã có thói quen sạch sẽ, tình trạng hiện tại khiến y thập phần không chấp nhận. Y đè nén lửa giận trong lòng, ánh mắt nhìn Claudia ở phía đối diện, muốn nghe Claudia giải thích thế nào. Nhưng mà Claudia căn bản không nhìn y, con mắt chằm chằm mà nhìn bến cảng xa xa, toàn thân không động đậy, tựa như một pho tượng. Vẻ âm u trong mắt Thu Vân khởi càng nặng lên mấy phần, y nhàn nhạt, nhạt nhắc nhở Claudia tiểu thư. Bỗng nhiên Claudia vung tay cánh tay lên, chỉ về phía bến cảng, lắp bắp nơi, nơi đó. Đoàn người sửng sốt, nhìn theo phương hướng ngón tay của Claudia. Rồi đột nhiên, biểu tình mọi người cứng đờ, ngây ra như phóng, có mấy người miệng mở lớn đủ để nhét trứng vào Trong lòng Thu Vân khởi không bằng lòng Cũng nhìn về phía ngón tay Claudia chỉ Nhưng mà sau một khắc Con mắt y đột nhiên trợn lên Qua ác mắt lên Thậm chí bởi vì động tác quá mạnh mà làm lật là tung ghế Tình huống thất thố như vậy chưa từng xuất hiện trên người y Tại thông đạo bến cảng Thương thuyền của Thu ra đáy hướng lên trời Tựa như một con cá chết ngửa cái bụng trắng ríu lên trên mà chiếc vô song hào vốn phải bị chặn lại ở bên ngoài không làm được gì kia thì đang đè lên cái đáy lật lên trời của thương thuyền mà đi qua. Dù cho cách thật xa, tất cả mọi người dường như đều nghe thấy âm thanh kéo kẹt khiến người ghê răng, đáy thuyền vốn cứng rắn tại trước mặt vô song hào khổng lồ hơn nhiều có cứng rắn hơn cũng không có bất cứ lực hoàn thủ gì, yếu đuối tựa như bánh bích quy xốp giòn. Vô số gỗ vụn bay ngang, người làm trên thương thuyền, cuống quyết nhảy khỏi thuyền chạy chối chết, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn thương thuyền thương cảm rên rĩ dưới thân vô song hào vô song hào không có chút thương hại nào mang theo gỗ vụn khắp bầu trời xông vào thông đạo bến cảng thu vân khởi quên mình bị trà phun vào mặt nước trà đỏ tươi từ gương mặt y chảy xuống tựa như máu chảy đầm đìa từ vết đao cắt ra điều này làm cho khuôn mặt anh tuấn kia nhìn qua dị thường dữ tợn y nắm chặt nắm đấm toàn thân không tự chủ mà rung động hai mắt trợn muốn phun hỏa thu ra chưa từng bị khiêu khích như thế từ bao giờ có chiếc chiến hạm nào dám can đảm nghiền áp thương thuyền của thu gia mai tư phỉ nhĩ đức dưới ô che nắng một mảnh yên tĩnh mọi người bị biến cố bất thình lình hoàn toàn làm khiếp sợ bọn họ nhìn thấy sắc mặt thu vân khởi tái mét không ai dám nói lời nào ánh mắt claudia không ly khai bến cảng nàng bị xung kích cường liệt nhất đến bây giờ vẫn chưa phục hồi lại tinh thần đầy đầu óc nàng chỉ có một cái ý nghĩ hắn dám làm sao mai tư phỉ nhĩ đức làm sao dám trong đầu nàng lướt qua cái thân ảnh mang mặt nạ kia nàng có sự cảm cường liệt nhất định là cái thiết diện nhân thần bí kia hạ lệnh tuy rằng song phương chỉ gặp một lần nhưng mà nàng đối với tên gia hỏa lãnh khốc vô tình kia cực kỳ ấn tượng bất cứ uy hiếp gì đều không thể giao động quyết tâm của hắn thấy một màn như vậy nàng bỗng nhiên sinh ra một tia may mắn đó là gã điên một gã điên chân chính chỉ có gã điên chân chính mới có thể làm được chuyện hoang đường như vậy coi rẻ tất cả sự tình cũng may mình còn sống may mắn quá lại có chút nghĩ mà sợ nếu như lúc đó mình hơi trần trừ hiện tại nhất định thành một thi thể nàng không chút nghi ngờ điểm ấy ra hỏa dám can đảm nghiền nát thương thuyền của thu gia là tuyệt đối sẽ không để elizabeth gia tộc vào mắt khi uy lợi chạy tới bến cảng vừa nhìn liền tìm được vô song hào mai tư phỉ nhĩ đức và elizabeth là tử địch đối với chiến hạm cấp hoàng kim của mỗi bên tự nhiên là quen thuộc vô cùng hơn nữa vô song hào thực sự quá nổi bật đè ép một chiếc thương thuyền mà đi qua xung quanh không có một thuyền nào dám gần Uy lợi là người khôn khéo, vừa nhìn trang diện trước mắt, liền biết có người cố ý gây chuyện xấu, chỉ thấy thương thuyền đã bị vỡ thành mấy đoạn, không rõ huy chương của đối phương. Tuy rằng uy lợi cảnh giác, nhưng cũng không quá lo lắng, chắc là Elizabeth thương hội không cam lòng. Lão thầm hừ lạnh, trò hề, cho rằng dựa vào thủ đoạn bỉ ổi như vậy, là có thể lấy lại thể diện. Nhìn mẩu gỗ phiêu tán khắp nơi, còn cả những thuyền viên thần tình chật vật kia, tâm tình lão sảng khoái vô cùng, nhưng trên mặt tỏ ra một bộ vân đạm phong khinh thần tình chấn định vô cùng vô song hào đang cập bờ bỏ neo uy lợi vội vàng chỉ huy người của phân bộ chuẩn bị ninh tiếp nhưng vào lúc này một gã mập mạp ăn mặc tử bào đi tới uy lợi biết người này hội trưởng của nam kỳ thương hội hoài đặc tại bạch tuyết thành cũng là một kẻ khá nổi danh thực lực tổng hợp của nam kỳ thương hội cũng không gọi là mạnh nhưng mà là địa đầu xa là thương hội bản địa thánh châu năng lượng không nhỏ uy lợi và hoài đặc giao tình không thâm hậu nhưng cũng gặp nhau mấy lần thấy đối phương đi tới lão tiến lên bắt chuyện không nghĩ tới tại nơi đây gặp được hoài đặc hội trưởng thật là có duyên a à. hoài đặc nhìn chằm chằm uy lợi nửa ngày cũng không nói lời nào thần sắc có chút cổ quái uy lợi có chút không lý giải được cúi đầu nhìn thoáng qua y phục trên người mình không có chỗ nào mặc sai a à. hoài đặc tiến lên vỗ vỗ vài uy lợi mai tư phỉ nhĩ đức thật can đảm dứt lời cũng không chờ uy lợi đáp khuôn mặt cảm khái mà xoay người ly khai hoài đặc chân trước mới vừa đi lại một gã hội trưởng thương hội đi tới, vỗ vỗ vai uy lợi, nói mai tư phỉ nhĩ đức, thật dũng cảm. Cũng xoay người rời đi, liên tiếp mấy vị người quen, có cử động y hệt nhau, ai nấy thần tình cổ quái. Đầu uy lợi đầy vụ thủy, không hiểu đã phát sinh cái gì, khóe mắt bỗng nhiên thấy một gã trung niên mặt trắng không dâu đi tới, long hành hổ bộ, sung mãn uy nghiêm. Thành chủ bạch tuyết thành, uy lợi giật mình, vội vàng nghênh đón, định bụng ân cần thăm hỏi, thành chủ mở đầu liền ý vị sâu xa nói, Mai Tư Phỉ nghĩ đức, lá gan không nhỏ a. À. Dứt lời, cũng không chờ uy lợi mở miệng, nghênh ngang mà đi. Uy lợi cảm thấy cái đầu mình phát mộng, cái này rốt cuộc là xảy ra cái gì. Vừa đúng vào lúc này, một khối nho nhỏ phiêu đãng bay đến trước mắt uy lợi, mặt trên có chữ thù thật to khiến uy lợi tựa như bị thiểm điện bổ chúng, người ra như con tò te. Huyết sắc trên mặt không còn một mảnh, giống như giấy trắng. chương 893, Thu ra phản kích, Thu ra, chúng ta vậy mà lại đâm lật thuyền của thu gia rồi. trời ơi, chúng ta điên rồi sao? bên trong thư phòng, tiếng uy lợi kinh hô lộ ra tuyệt vọng cùng cực. đúng vậy, hiện tại lão phi thường tuyệt vọng. thu gia, đó là thu gia, thu gia có thu hút hoa, thu gia chỉ cần thò một đầu ngón tay là có thể nghiền nát bọn họ. uy lợi thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao trêu chọc thu gia? là bởi vì đối phương dùng thuyền chặn đường, là bởi vì đối phương giúp đỡ elizabeth thương hội, uy lợi mất hết sự vui sướng lão thả chậm ngữ khí, mai lệ toa a, à, tuy rằng gần đây tình trạng chúng ta tốt hơn trước đây rất nhiều, nhưng mà thu ra là chúng ta đắc tội không nổi a. À. Ngày mai ta cùng ngươi đến phân bộ thu ra một chuyến, nghe nói thu công tử đang ở tại Bạch Tuyết Thành. Chúng ta hãy tới nhận lỗi với người ta, đền bù sai lầm. Mai lệ toa cũng không tức giận, nàng có thể lý giải được sự kinh hoàng của uy lợi đại thúc, mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc so với thu gia, đó là sự khác biệt giữa con kiến hôi và voi lớn. Nhưng mà, Hạ lệnh đụng thuyền chính là Đường Thiên, nghĩ tới đây nàng cũng đau đầu vô cùng. Nàng còn nhớ rõ khi Đường Thiên hạ lệnh đụng thuyền thì mình đã kinh hoàng sợ hãi cỡ nào, lúc đó nàng hoàn toàn ngất. Nàng nhớ rõ lúc đó đã nói rất rõ ràng lai lịch, thực lực của Thu Gia, nhưng mà điều đó cũng chẳng có tác dụng gì. Vì vậy Mai Lệ Toa với vẻ mặt đầy kinh sợ, mắt mở trừng trừng nhìn vô song hào làm thế nào tông thương thuyền của Thu Gia vỡ thành mảnh nhỏ, cho nên nàng đặc biệt có thể lý giải tâm tình uy lợi thúc thúc hiện tại nhưng mà hiện tại nàng đã từ từ tiêu hóa nỗi kinh sợ trong lòng mình không sai hiện tại cuối cùng nàng đã minh bạch kinh sợ chỉ là chính mình ngay từ đầu đường thiên đã không có để thu ra vào mắt được rồi suy nghĩ cũng phải thu hút hoa bị thủ hạ đường thiên đánh cho như cú còn trông chờ đường thiên kiêng kỵ gì với thu ra mình còn là quá ngây thơ a à. phỏng trừng trong mắt đường thiên chỉ có một địch nhân đó chính là thánh điện về phần danh môn dưới thánh điện người ta chẳng thèm để ý được rồi Mai Lệ Toa hiện tại một điểm đều không tức giận kinh hoàng, nàng bắt đầu minh bạch sự tranh lệch giữa song phương. Đường Thiên là cường giả chân chính, vô luận là thực lực cá nhân, hay là quyền thế, hắn đều xuất phát từ hàng ngũ cao nhất thánh vực. Kẻ mạnh như vậy, tức có tâm tính, là tâm tính của cường giả chân chính. Đường Thiên sở dĩ lúc đầu không động thủ chỉ cho rằng đối phương là thật xảy ra trục trặc. Theo một điểm này mà nói, đường Thiên phi thường có lễ phép, không phải hạng người ỷ vào thực lực cường hãn mà tùy ý làm bậy mà Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc, tuy rằng trở thành danh môn, nhưng mà tại trong cái giới danh môn này, bọn họ ở tại tầng dưới chót, tự nhiên đã quen khiêm tốn, nhìn mặt người mà hành động. Nhưng người thử nói đường thiên phải nhún nhường người ta thử xem. Hiện tại, làm chủ Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc chính là đường thiên, toàn bộ Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc đều phải vì đường thiên mà phục vụ. Chúng ta không thể xin lỗi thu ra, giọng Mai Lệ Toa như đinh đóng cột, uy lợi tức thì gấp gáp rồi, lẽ nào cháu gái của mình có một chút thành tích nho nhỏ thì bắt đầu kiêu căng rồi sao hắn nghiêm túc nói mai lệ toa vì cái gì lẽ nào ngươi cho rằng mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc chúng ta đã có thể chống lại thu ra sao uy lợi hạ quyết tâm nếu như mai lệ toa thật tự đại đến cho rằng mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc có thể chống lại thu ra lão nhất định sẽ ngăn cản mai lệ toa trở thành tộc trường đương nhiên không thể mai lệ toa phi thường khẳng định lắc đầu uy lợi thở phào nhẹ nhóm nhưng lại có chút nghi hoặc vậy vì sao chúng ta phải xung đột với thu gia không phải chúng ta muốn xung đột với thu gia mai lệ toa biết rõ có một số việc là không có biện pháp gạt uy lợi nếu như không có uy lợi ủng hộ bọn họ hành động tại thánh châu đó sẽ là chân chính không biết tình hình nàng nhìn thẳng vào uy lợi thu gia là chỗ dựa của elizabeth vậy ai là chỗ dựa của chúng ta ai là chỗ dựa của chúng ta uy lợi sửng sốt nhưng mà rất nhanh lão liền phản ứng trận to hai mắt khuôn mặt khiếp sợ và hưng phấn, lẽ nào chúng ta tìm được chỗ dựa? Uy lợi cũng đỏ mắt, phía sau Elizabeth gia tộc có thể có thu gia làm núi dựa. Elizabeth vì cái gì lúc trước luôn luôn có thể áp chế Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, chính là phía sau bọn họ có ngọn núi lớn thu gia này. Nhưng mà chỗ dựa cũng không phải dễ tìm như vậy. Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc đã là danh môn, nếu như tìm kiếm chỗ dựa, vậy thì chỉ có thể tìm tới danh môn cao cấp nhất rồi, tỉ như thu gia. Mà những gia tộc hơi kém hơn thu gia tuy rằng cường hơn Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, nhưng mà mạnh hơn cũng có hạn, có thể trợ giúp cho Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc rất hữu hạn. Nhưng mà đỉnh cấp danh môn như thu ra vậy, luôn rất kỹ lưỡng, chỗ tốt bình thường bọn họ căn bản chướng mắt. Không có thứ khiến bọn họ động tâm, khó mà đả động bọn họ. Đúng vậy, lòng tin Mai Lệ Toa 10 phần, tuyệt đối mạnh hơn thu ra. Đường thiên đương nhiên mạnh hơn thu ra, hơn nữa mạnh hơn nhiều. Uy lợi rất hưng phấn, như vậy liền minh bạch, Mai Lệ Toa cũng không phải là mất lý trí mà là có chỗ ỉ vào. Vẻ mặt lão mong đợi hỏi, là nhà ai? Không thể nói, Mai Lệ Toa lắc đầu, tiếp theo bổ sung một câu, cái này là quyết định của Gia Gia. Quả nhiên, uy lợi vốn có chút bất mãn, nghe thấy là quyết định của lão gia tử, lập tức không ý kiến. Tại Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, lão gia tử có quyền uy vô thường. Nếu đã là lão gia tử đồng ý, uy lợi liền yên tâm, về phần nguyên nhân không thể nói, lão không tiếp tục hỏi, lão hỏi một cái vấn đề hiện thực nhất trực tiếp nhất vậy nếu thu ra tìm đến gây phiền phức thì làm sao bây giờ vừa dứt lời một gã người làm lảo lảo đảo đảo xông tới thân sắc kinh hoàng không tốt rồi không tốt rồi có một nhóm người chặn kín cửa vào của chúng ta mai lệ toa bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua uy lợi thực sự là miệng quả đen a à. kỳ thực tại trên đường tới phân bộ nàng liền đoán được thu ra nhất định sẽ phản kích nhưng mà nàng không ngờ thu ra sẽ phản kích nhanh như vậy vậy mà chân trước bọn họ bước vào phân bộ chân sau liền đã đánh tới. Tuy thế nghĩ lại cũng là bình thường, tại trong mắt thu ra, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc chính là một con tép, hôm nay cái con tép này cũng dám động thủ trên đầu thái tuế, vậy còn không giáo huấn một cái ra trò sao. Nếu danh môn cùng cấp bậc, bọn họ còn phải cân nhắc, có nên khiến cho hai cái gia tộc chiến tranh toàn diện hay không? Về phần con tép ư, vậy thì không cần cân nhắc như vậy, điều thu ra cân nhắc chỉ là làm sao giết gà dọa khỉ, thế nào cũng phải khiến tên gia hỏa không biết tự lượng sức mình như mai tư phỉ nhĩ đức biết rõ đoá hoa vì sao hồng như vậy bên cạnh mai lệ toa là có một ví dụ rất rõ ràng đường thiên nếu như bị người chơi một cái như thế có chờ cừu địch qua đêm đừng nói dẫn nữa không cần lo lắng mai lệ toa an ủi uy lợi thần sắc nàng thong dong mà đi ra phía ngoài trong lòng cười nhạt cừu không qua đêm nhưng không chỉ là thu ra ngươi a à, ngươi cho là cái cừu này đã kết rồi quá ngây thơ ở trong mắt người khác bị đụng lật thương thuyền chính là thu ra, chịu thiệt là thu ra, nghẹn cục tức cũng là thu ra. Nhưng mà Mai Lệ Toa hiểu rất rõ ràng, lửa giận của đường thiên đại nhân căn bản chưa được phát thiết hết. Tuy rằng thời gian nàng theo đường thiên không dài, nhưng mà đối với tính khí của đường thiên lại hiểu rõ ràng. Người dám chặn đường thì ta dám tông, nếu như ngay từ đầu đường thiên đã biết đối phương không có hảo ý, khẳng định không nói hai lời, trực tiếp đụng lật. Kết quả đường thiên bị chặn đường rồi, còn bị chặn lại một canh giờ, khoản nợ chặn đường đã thanh lý rồi, vậy còn có khoản nợ một canh giờ thì sao chứ? Chúng ta đây phải tính tính một cái rõ ràng. Mai lệ toa rất rõ ràng, đường thiên không phải là người khoan hồng độ lược, trái lại, chúc thù cũng phải báo mới là phong cách của hắn. Khi ở trên đường, Mai lệ toa từng nhắc nhở đường thiên thu ra khẳng định sẽ phản kích, nàng nhớ kỹ rất rõ ràng âm thanh cười nhạt đường thiên đẩy ra phía sau mặt nạ kia. Đột nhiên, nàng có chút đồng cảm với thu ra, vốn cho rằng đối phương là con dê béo tùy ý để mình ức hiếp, chảy nước bọt nhào tới, tiếp đó phát hiện mình nhào vào một con sư tử. Quả nhiên, nàng vừa mới đi ra thư phòng, liền nghe được mấy tiếng kêu thảm thiết. Uy lợi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, không khỏi mặt biến sắc, vô cùng lo sợ, chân bước tự động nhanh hơn. Mai lệ toa thì khác, biểu hiện rất chấn định, không nhanh không chậm, bình thản ung dung. Khi mai lệ toa, uy lợi chạy tới cửa vào thương hội, liền nhìn thấy chàng diện đầy đất kêu rên, tức thì sướng sốt. Hay hay hay, hay cho một mai tư phỉ nhĩ đức không những dám tông thuyền thu ra chúng ta còn dám đả thương người thu ra chúng ta được a à, được a à, thật giỏi a à. uy lợi nhận ra người trung niên đang nói đó là trưởng quý thu vĩnh của thu gia tại bạch tuyết thành uy lợi và thu vĩnh từng giao tiếp mấy lần thu vĩnh lúc nào cũng cười tủm tỉm bây giờ khuôn mặt hung sắc liên tiếp mấy chữ được a à, nghe thế uy lợi vô cùng lo sợ lúc này thu vĩnh cũng thấy uy lợi bèn cười nhạt uy lợi việc này chưa xong hiện tại ta nói rõ tại đây Thu Gia và Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Gia, từ nay về sau, chính là tử địch. Bất luận kẻ nào kết minh cùng Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Gia tộc, chính là địch nhân của Thu Gia. Lần này lão ta cũng mất hết mặt mũi. Lão ta chạy tới Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Thương Hội khởi binh vấn tội, từ đầu không nghĩ tới đối phương sẽ không nói hai lời liền động thủ, quả thực còn hung hăng hơn Thu Gia. Uy lợi nghe thấy những lời này, mặt soạt một cái trắng bệch. Tử địch, đó chính là cục diện không chết không ngớt, hiện tại tuy rằng bởi vì thánh trung lệnh cấm, Thu gia vô pháp trực tiếp động thủ với Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc, nhưng mà về sau. Hơn nữa Thu gia công nhiên tuyên bố Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức là tử địch của Thu gia, vậy có nghĩa là không có ai dám kết minh với Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức. Tại thời khắc then chốt như bây giờ, không có minh hiểu chỉ có thể đơn đả độc đấu, vậy tình cảnh lập tức trở nên cực kỳ nguy hiểm, không biết có bao nhiêu người ở phía sau chờ bỏ đá xuống giếng. Người xem náo nhiệt xung quanh, nghe thấy những lời này, cũng thoáng cái an tĩnh lại. Uy lợi không biết, gần một nửa đại nhân vật có uy tín danh dự tại Bạch Tuyết Thành, đều đang âm thầm quan tâm chàng phân tranh này. Rất nhiều người khôn khéo một chút, tại bến cảng nhìn thấy một màn kia, liền đoán được thu ra nhất định sẽ cấp tốc phản kích. Lúc này, những đại nhân vật này, không khỏi toát ra vẻ đồng cảm. Tại Quang Minh Châu, lực ảnh hưởng của đỉnh cấp danh môn là phi thường đáng sợ, mà thực lực của bọn họ hùng hậu, cũng tuyệt không phải một chút xíu mà ngoại nhân nhìn thấy kia. Không có ai cảm thấy lời này của Thu Gia chỉ là phô trương thanh thế, Thu gia cố kỵ, chỉ có thánh điện mà thôi. Vô luận như thế nào, Thu gia thả ra lời nói như vậy, bọn họ cũng đều biết, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức xong rồi. Thu Vĩnh thu hết thần sắc người xung quanh vào trong mắt, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức nghĩ rằng thánh trung lệnh cấm có thể khiến Thu gia có điều cố kỵ sao? Nhưng mà đám dân thôn quê này nhất định nghĩ không ra, Thu gia chỉ cần dùng một câu nói là đủ để cho Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức hủy diệt. Đây là Thu gia, hắn tỏ ra ngạo nghễ, nhìn cũng không nhìn uy lợi một cái. Đối với đám hộ vệ đã bỏ dậy ở xung quanh lạnh giọng nói, "Chúng ta đi." Dứt lời xoay người liền định ly khai, bỗng nhiên một tiếng hử lạnh từ phía sau bọn họ truyền đến. "Ta có bảo các người được đi không?" Chương 894, nói nghe thật hay, đỉnh cấp danh môn sao? Đối với việc đối phương vậy mà lại còn dám tìm tới tận nơi, các Trạch quả thực không thể tin nổi, lẽ nào người của cái thu gia gì đó chán đều là bị lừa đá chúng sao? Chuyện trận kín bến cảng, thu gia sẽ không cho rằng bọn họ coi như thế là xong rồi hiện tại trên đời thật là có người ngây thơ như thế a à. nhìn thấy đối phương khí thế rào rạt chạy tới với bộ dáng khởi binh vấn tội cát trạch hưng phấn đến mức long tóc toàn thân đều dựng thẳng lên vừa nghĩ đến nhóm người mình bị đối phương coi như kẻ ngu si chặn tại bến cảng hơn một canh giờ trong lòng cát trạch liền nghẹn một đống lửa nếu chỉ có mình hắn chạy đến thu ra giết mấy người là được rồi nhưng vừa nghĩ đến lão đại phải nhục nhã như vậy cát trạch tự trách xấu hổ đủ vị tà hỏa trong lòng không thể nào dập tắt được từ lúc nội tâm thật quyết định tận hiến cho đường thiên, mục tiêu cuộc sống của các trạch chính là trở thành phụ tá đắc lực của đường thiên, thiết vệ trung tâm, tối thiểu cũng phải là thủ hạ số một của đường thiên. Các trạch ôm lý tưởng vĩ đại như vậy đi theo đường thiên, không ngờ mới đến Thánh Châu, đại nhân liền bị một đám tiểu trùng làm khó dễ. Lấy thân phận địa vị của đại nhân, sẽ không tính toán với đám tiểu trùng này, nhưng mà các trạch không muốn buông tha bọn chúng. Đang lo tìm không được đối phương, không nghĩ đối phương vậy mà lại dám tìm tới cửa, Cát Trạch sao không vui? Lại nghe Thu ra kêu gào hung hăng như vậy, Cát Trạch càng mừng rỡ, kêu gào càng hung, thái độ càng kịch liệt, xung đột tất càng kịch liệt. Cát Trạch ước gì xung đột kịch liệt một chút, như vậy mình mới có cơ hội hạ thủ đã tay a. Không thể giết người không sao cả a, Cát Trạch cũng không phải là người tốt gì, năm xưa hắn một mình lang bà tội vực, cũng là chen chân vào giới hung nhân a. Hắn có vô số loại phương pháp không giết đối phương lại có thể khiến đối phương thống khổ muốn chết. Nhưng mà phát triển kế tiếp lại khiến trong mắt cát trạch muốn rất ra ngoài. Chỉ vừa mới giải quyết mấy tên hộ vệ, đối phương vậy mà lại đã tháo lui. Xin đại ca, người chạy xa như vậy mắng lâu như vậy, lẽ nào chỉ là vì chịu đòn một chút rồi thả ra mấy câu hung dữ. Các ngươi là thu gia A, đường đường đỉnh cấp danh môn A, oai phong của đỉnh cấp danh môn ở đâu rồi chứ? Ở đâu rồi, khí thế đâu chứ, ở đâu? Không nên ném mặt mũi của đỉnh cấp danh môn A, nhiều người đang nhìn như vậy, nhanh xuất ra kiêu ngạo của Thu ra các ngươi, mau tới thu thập chúng ta A, à, ai, đừng đi A. À. Thu Vĩnh cũng sắp khóc rồi, lão ta cũng biết hiện tại đã mất hết mặt mũi rồi, hôm nay đã trở thành vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời lão. Lúc lão ta tới đây, chẳng thể nào nghĩ được, mai tư phỉ nghĩ đức ra vậy mà lại cường ngạnh như thế. Lão từng có giao tiếp với huy lợi, tính cách huy lợi khôn khéo giỏi giang mạnh vì gạo, bạo vì tiền nhưng mà biết tính toán được mất, vô cùng cẩn thận. Quy mô cứ điểm của Thu gia tại Bạch Tuyết Thành không lớn, nhân thủ không nhiều. Thu Vĩnh sở dĩ dám tới, tất nhiên có tác phong cường thế nhất quán của Thu gia, còn cả khinh thị với Mai Tư Phỉ nghĩ Đức gia tộc. Không thể ngờ cứng rắn đụng phải một cái đinh cứng, mình thả ra mấy câu hung dữ, về đã rồi nói tiếp, không ngờ đối phương vậy mà lại có mấy phần ý tứ không buông không bỏ, sắc mặt lão ta tái mét sao? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn giữ ta lại? lão ta cơ hồ không thể tin được lỗ tai mình giam cầm người của thu gia chuyện như vậy trước đây đã từng phát sinh hay chưa lão không nhớ rõ nhưng mà trong trí nhớ của lão là chưa từng có chưa từng có người dám dùng thái độ như vậy để đối đãi thu gia ngay cả tử địch của thu gia cũng tuyệt đối không dám làm như vậy thu gia bao che khuyết điểm có tiếng ở khắp quang minh châu giam cầm người của thu gia thu gia sẽ phản ứng thế nào ngay cả thu vĩnh là người nhà thu gia trong lòng cũng không chắc chắn nhưng mà lão lại biết rõ nhất định sẽ phi thường phi thường kịch liệt mai tư phỉ nhĩ đức sẽ chết rất nhiều người đoàn người đứng xem ở xung quanh ồ lên rất nhiều người cảm thấy như là gặp quỷ mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc bị động kinh rồi sao cái này nhất định chính là động kinh rồi a à. hôm nay đã mạnh đến muốn giữ lại người của thu gia thế giới này rốt cuộc bị sao thế nhỉ cũng có một vài người cơ chí nhìn thấy thái độ hành vi mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc khác thường thì như có đăm chiêu hành vi mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc khác thường như thế nhất định có gì đó để ý vào thế nhưng cái chỗ dựa gì có thể chống lại thu ra chứ cát trẻ cũng mặc kệ cái người khác nghĩ như thế nào lạnh lùng nói ngươi cho rằng mai tư phỉ nhĩ đức thương hội là chợ bán thức ăn sao muốn tới thì tới muốn đi thì đi lời này lại lần nữa khiến cho xung quanh rộ lên lầm rồi đó lời này hẳn phải là thu ra nói với mai tư phỉ nhĩ đức mới đúng a à, thế giới này rốt cuộc đảo lộn rồi sao ngươi thu vĩnh cực giận chỉ vào mặt cát trạch, bộ dáng kia tựa như lập tức muốn nhào tới. Ngươi cái gì mà ngươi?" Cát Trạch cười nhạt, chạy thật xa như vậy, chặn đường chúng ta, tới cửa kêu gào, cho bọn ta là người chết sao? "Đừng để mất mặt, bọn ta nhìn xem thu ra các ngươi còn có cái thủ đoạn gì, đừng có phun ra mấy câu hung dữ rồi lập tức chuồn về. Hôm nay ngươi nói là tử địch với Mai Tư Phỉ Nhĩ đức chúng ta, ta đây dạy cho ngươi, thế nào gọi là tử địch?" Tử địch chạy tới cửa gây sự, định nhẹ nhàng vỗ vỗ cái mông trở về sao? ha hà, ai nha, thỉnh đừng có buông tha chúng ta, thu ra lợi hại như vậy, hoàn toàn có thể bóp chết chúng ta như bóp chết con kiến. Bốn phía tĩnh mịch, không có ai rộ lên, mọi người đều bị lời nói cường thế của các trạch khiến chấn động. Thu Vĩnh tỉnh táo lại, lúc này nếu lão còn nhìn không ra được đối phương không sợ hãi chút nào vậy thì lão ta quá ngu xuẩn. Lão trầm giọng hỏi, các hạ có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Các trạch bình thản, ngữ khí xâm nghiêm đến mức khiến sống lưng người ta buốt lạnh, ý tứ chính là, ngoan ngoãn lưu lại nơi đây chờ thu ra các ngươi tới cứu tốt nhất là phản kháng mạnh vào như vậy ta liền có lý do đánh cho các ngươi tàn phế hoặc là chúng ta đánh một trận đại đao của ta đã sớm đói khát khó nhịn thần tình hắn bất thiện mà quan sát trên dưới tên thu vĩnh này giống như đang quan sát một con dê đã rửa sạch cân nhắc nên hạ dao xuống nơi nào thu vĩnh tựa như bị một con giã thú hung giữ nhìn chăm chú một cổ hàn ý từ lòng bàn chân lùi thẳng lên trong lòng âm thầm kinh hãi sát khí thật trọng Mọi người đều bị lời nói trần trụi không thèm che lấp của các trạch hù dọa rồi, ngay cả thành chủ bạch tuyết thành náu trong đám người, lúc này cũng miệng há hốc, vẻ mặt kinh ngạc. Giới danh môn đó là giới thượng lưu chân chính tại Quang Minh Châu, xã hội tại thượng lưu, lễ nghi cơ hồ trở thành bản năng của bọn họ. Dù cho bọn họ có phẫn nộ cỡ nào, cũng tuyệt đối sẽ không trực tiếp trước mặt đối phương, nói ra lời trắng trợn, đằng đằng sát khí như thế. Hơn nữa lời nói hung dữ, cuồng vọng, trần trụi như thế là nói với thu gia lặng ngắt như tờ, không có ai dám nói lời nào, không biết tự lượng sức mình cũng được, có chỗ dựa vào cũng được, nhưng mà dám nói ra lời quyết liệt như vậy với thu gia, người như vậy không có ai nguyện ý trêu chọc. Đối với người thu gia cũng không khách khí như thế, toàn bộ Bạch Tuyết Thành còn có gia tộc cường đại hơn thu gia sao? Không có, không ít người lộ ra vẻ hả hê, Mai Tư Phỉ nghĩ Đức là kẻ điên, thu gia trêu chọc ai không được, lại đi trêu chọc một đám người điên, cái vụ này có ý tứ rồi. Ai cũng nghĩ không ra, Thu Vân Khởi đang ở trong đoàn người, nhưng mà lúc này mặt gã đen như đáy nồi, nào còn thấy được chút phong thái thường ngày. Nắm tay siết đến trắng bệch, tức giận phát run, gã cũng không nghĩ đến Mai Tư Phỉ nghĩ đức vậy mà lại nói lời khó nghe như vậy. Sự lưu manh và hung dữ độc địa của đối phương khiến gã ý thức được mình rơi vào một cái hoàn cảnh rất tệ. Trong lòng gã không khỏi cảm thấy hối hận. Claudia nhìn thoáng qua sắc mặt Thu Vân Khởi tái mét, không dám nói một câu nào. Nàng cũng không nghĩ đến sự tình vậy mà lại sẽ nháo đến cái tình trạng này nàng phát hiện mình còn là đánh giá thấp đám người điên thiết diện binh đoàn kia nàng vốn tưởng rằng đối phương dù cho không để elizabeth thương hội vào mắt nhưng mà tuyệt đối không dám trêu chọc đỉnh cấp danh môn như thu ra vậy không ngờ tới đối phương không những trêu chọc hơn nữa còn là chọc cho đặc biệt lớn cái vụ này claudia cũng cảm thấy có chút sợ hãi nàng mới là người khởi xướng cả sự kiện nếu như thu ra thật sự bởi vì chuyện này mà gặp phải tổn thất gì vậy thì nàng hoặc là nói Elizabeth gia tộc tự nhiên sẽ không dễ sống lắm đâu. Thu Vân khởi hít sâu mấy hơi, cố làm mình tỉnh táo lại. Gã biết rõ vào lúc này xung động không có bất cứ tác dụng gì, hiện tại gã phi thường bị động. Mai Tư phỉ nhĩ đức thể hiện bộ dạng không chịu bị uy hiếp, như vậy song phương chỉ có thể dựa vào nắm đấm mà nói chuyện. Tại trước lúc chi viện chưa tới, hiện tại nói cái gì đều là tự dước lấy nhục. Thu Vĩnh cũng nghĩ mình bạch một điểm này, mình chạy tới đây khởi binh vấn tội là quá khinh suất bây giờ nói lời dư thừa chỉ làm tăng trò cười lão ta cũng không đi cười lạnh nói không cho đi được muốn giam thì giam có thủ đoạn gì tùy tiện xử ra ta muốn nhìn các ngươi đến lúc đó làm thế nào đưa ta đi dứt lời lão cũng không lời vô dụng trực tiếp ngồi dưới đất cái hộ vệ khác nhìn thấy thu vĩnh làm như vậy tất cả đều ngồi xuống xung quanh không ít người đều âm thầm gật đầu thu vĩnh đá bóng cao su qua đối phương mai tư phỉ nhĩ đức thực không dễ làm tuy nhiên mọi người cũng minh bạch mai tư phỉ nhĩ đức thật sự đã kết lấy tử cừu với thu gia song phương không chết không xong thu gia phản kích kế tiếp nhất định sẽ lôi đình vạn quân nếu như thu gia không thể cấp tốc giải quyết mai tư phỉ nhĩ đức thu gia sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ xã hội thượng lưu danh vọng cũng sẽ rơi xuống đáy cốc lịch sử cát trạch mới không sợ trái lại trong lòng hắn thất vọng vô cùng mắng đến như vậy những gia hỏa này sao không động thủ chứ nói nghe thật hay đỉnh cấp danh môn sao hắn hứng thu thiếu điều vung tay lên các đội viên đã sớm ở một bên nhìn chầm chầm liền ùa lên vổ lấy đám người thu vĩnh trói rắn chắc người vây xem không khỏi líu lưỡi thật đúng là dám trói mai tư phỉ nhĩ đức thực sự là hung dữ a à. thu vân khởi bình tĩnh trở lại hiện tại gã cũng được thu ra cũng được đã không có lựa chọn khác trước mắt ngoại trừ san bằng mai tư phỉ nhĩ đức không còn cách khác hai ngày hai ngày sau chúng ta lại đến thu vân khởi thản nhiên nói sắc mặt gã nhìn không ra vui giận Claudia biết rõ Thu Vân khởi nói chính là ngày phản kích, nàng do dự một chút, cố gắng kiên trì hỏi, không biết tới là. Sắc mặt Thu Vân khởi hiện lên vẻ kính ngưỡng, nhưng mà ở chỗ sâu trong con mắt gã, toát ra sự sợ hãi, thật sâu sợ hãi, gã không phát hiện thanh âm mình mang theo một tia rung động, đại ca ta và đội thân vệ của hắn. Hai ngày sau, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Liền sẽ trở thành phế tích. Con mắt Claudia đột nhiên co rút lại, ở chỗ sâu trong con mắt ẩn chứa toàn là sợ hãi, như là nghe được cái tin tức gì đáng sợ không riêng gì nàng các công tử ca khác ở xung quanh trên mặt mỗi người đều là sợ hãi và sợ hãi một ít kẻ nhát gan toàn thân không thể khống chế mà phát run ta ta cảm thấy ta còn có chút việc claudia lắp bắp cái người khác phụ họa theo đều nói mình có việc lẽ nào mọi người không muốn trông thấy đại ca ta như thế ánh mắt thu vân khởi đảo qua mọi người cười nghe như gió nhẹ mùa xuân ta nghĩ đại ca ta nhất định sẽ muốn gặp mọi người mọi người mặt như cho tàn. chương 895, Gia Á xuất trinh, thánh điện, binh đoàn chỉnh tề nghiêm túc vô thanh, thần tình Gia Á trang trọng, quang minh năng lượng giống như hoa tuyết rơi vãi xung quanh làm cho cảnh tượng này tăng thêm một phần thần thánh. Các trưởng lão đứng ở trên bậc thang vòng tròn, nhìn chăm chú vào binh đoàn chờ xuất phát ở trước mắt này. Gia Á thiện thủ nổi danh thiên hạ, mà lại rất được đại trưởng lão tín nhiệm, đến tận bây giờ, đại đa số thời gian hắn luôn chấn thủ trung tâm. Tính cách hắn điềm tính đạm bạc, không tranh giành, mọi người tuy rằng đều rất tôn kính, nhưng mà hầu hết thời gian lại dường như cảm thấy vị hổ tướng này không tồn tại, thường bị mọi người quên mất. Binh đoàn gia Á cũng giống vậy, tại Thánh Châu, khiến mọi người chú ý nhất chính là quang minh kỵ sĩ đoàn, địa vị cao thượng, mỗi một vị đều là cường giả, là tượng trưng cho vô địch. Quang minh kỵ sĩ đoàn tỏa ra quang mang vạn trược, mới là mộng tưởng mà các thiếu niên khát vọng. Nhưng mà lúc này, nhìn binh đoàn gia Á chờ xuất phát, các trưởng lão mới phát hiện, trong lòng vậy mà lại thêm mấy phần bất an. Lúc trước thời khắc có nguy cấp cỡ nào, kể cả khi đại quân giã nhân châu tiếp cận, bọn họ cũng không có bất cứ lo lắng gì cho an toàn bản thân. Bây giờ Thánh Châu cũng không phải là không có binh đoàn, trái lại, đập vang thánh trung, thiên hạ binh đoàn tập hợp ở Thánh Châu, khắp nơi đều là binh đoàn, thế nhưng vẫn không thể giúp bọn họ cảm thấy an toàn và triệt để yên tâm. Lúc này các trưởng lão mới hiểu được, cái chi binh đoàn bình thường không có cảm giác tồn tại gì này mới là nguyên nhân chân chính giúp bọn họ an tâm nhiệm vụ mà binh đoàn gia á xuất trinh không phải đi tới nam minh mà là vĩ dã quan châu tin tức mục tri hà đến nay vẫn là hạ lạc bất minh vĩ dã quan châu cận kề nguy hiểm cần phải có võ tướng cường đại tỏa trấn bây giờ ở thánh điện có thể gánh lấy trọng trách này thì chỉ có gia á đại nhân các trưởng lão biết rõ tầm quan trọng của chuyến đi này tuy rằng sẽ làm suy yếu phòng ngự tại thánh châu làm cho bọn họ chịu uy hiếp về an toàn nhưng mà bọn họ hiểu lắm đại quân giã nhân châu nếu như tiến nhập quang minh châu đó mới là chuyện đáng sợ nhất. Vô luận là cái thiên lộ thông đạo trong truyền thuyết tại Nam Minh kia, hay là Kim Châu phỉ khắp nơi luồn lách và dư nghiệt tội vực cho tàn lại cháy, lúc này tầm quan trọng không bằng vĩ giã quan châu. Giã nhân châu nhập quan, chỉ suy nghĩ thôi cũng khiến người không rét mà run, vậy sẽ chân chính dao động căn cơ của Thánh Điện. Khi nghi thức kết thúc, không ít trưởng lão quen biết ra Á dồn dập tiến lên cáo biệt hắn. Trên mặt ra Á Thủy Trung vẫn là nụ cười nhàn nhạt, nhạt, tự tin mà chấn định, truyền lòng tin mạnh mẽ cho người khác tối hôm qua đại trưởng lão trò chuyện với với gia á rất khuya hôm nay không xuất hiện chắc điện hạ chủ trì nghi thức xuất trinh hắn vị sau cùng tiến lên gia á vỗ vỗ vai chắc điện hạ thánh châu giao cho điện hạ đó sau khi hắn ly khai thánh châu phòng ngự tại thánh châu sẽ do chắc điện hạ phụ trách mặc dù có chút lo lắng sự an toàn của thánh châu nhưng mà có nhiều binh đoàn như vậy thực lực bản thân chắc điện hạ cũng không tệ hắn khá yên tâm chắc hơi hơi khom người trịnh trọng nói, xin yên tâm, quang minh vĩnh hằng. Gia Á gật đầu, hành lễ với Trác, lập tức chuyển giọng, cao giọng hạ lệch, xuất phát. Đại quân ầm ầm chuyển động, các trưởng lão nhìn chăm chú phương hướng đại quân đi xa, thật lâu mà không muốn rời đi. Không biết vì sao, trong lòng mọi người hiện lên cảm giác kỳ dị mà xa lạ, ngay cả Gia Á đại nhân cũng được phái đi ra ngoài. Năm vị hổ tướng đồng thời xuất trinh, cái này là trước đây chưa từng có, thánh điện chưa bao giờ trống rỗng như thế, cái này là khiến người bất an cỡ nào a? À? Khi hạm đội binh đoàn ra à, biến mất ở phương xa, các trưởng lão mới top năm top 3 rời đi, trên mặt bọn họ tràn ngập sự cô đơn và nỗi lo lắng khôn kể. Chắc chú ý tới yêu sắc trên mặt mọi người, trầm mặc mà ly khai. Trở về thư phòng, chắc đặt mông ngồi trên ghế, sắc mặt không quá tốt. Tô phỉ tiến tới nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi không cần để ý tới bọn họ. Không cần để ý, ngươi bảo ta làm sao có thể không để ý, đột nhiên chắc nổi trận lôi đình, khuôn mặt anh Tuấn nhìn qua dị thường dữ tợn, ta lại khiến người ta không yên tâm như thế. Nơi này có quang minh kỵ sĩ đoàn, còn có nhiều danh môn như vậy, những lão gia hỏa này lại không yên tâm với ta như thế. Ta ở trong lòng bọn họ là vô năng như thế sao? Lúc này chắc tựa như một con giã thú bị vây khốn ở trong lòng, táo bạo cuồng nộ, dẫy dụa lại vô lực. Tô phỉ trầm mặc không nói, từ lần trước khi đại trưởng lão quất roi chắc, chắc liền trở nên có chút mẫn cảm yếu đuối sự tự tin của gã giống như qua một đêm liền biến mất trở nên nghi thần nghi quỷ tô phỉ không biết phải khuyên bảo trác như thế nào tô phỉ biết rõ nguyên nhân nhưng mà bất lực đại trưởng lão ở thánh điện có quyền uy vô thượng ngay cả thánh tử vị của trác đại trưởng lão đều có quyền bãi miễn chỉ cần lão ta nguyện ý từ sau lần trước trác bị quất soi lời đồn đãi đại trưởng lão bất mãn với biểu hiện của trác đồng thời có khả năng trục xuất trác lặng lẽ truyền lưu trong thánh điện những lời đồn đãi này cũng không đáng sợ nhưng mà chân chính khiến chắc sợ hãi chính là một ít trưởng lão bị ảnh hưởng thái độ với chắc có biến hóa vi diệu thậm chí gã nghe phong phanh một vài trưởng lão âm thầm thảo luận cho rằng năng lực của gã không đủ để tiếp nhận vị trí đại trưởng lão trong tương lai chắc sợ hãi mất rồi thánh điện chỉ có một vị thánh tử là gã nhưng mà gã biết rõ chỉ cần thánh điện nguyện ý không chỉ cần đại trưởng lão nguyện ý thánh điện có thể trong một đêm xuất hiện rất nhiều thánh tử gã biết rõ phía sau gã có rất nhiều hậu tuyển những hậu tuyển tỉ mỉ chọn lựa này, thiên phú không kém hơn gã, chỉ là cơ bản toàn bộ tài nguyên đều bị một mình gã chiếm cứ. Thế nhưng là, một khi đại trưởng lão mất lòng tin với gã, những tài nguyên quý giá kia liền sẽ rời bỏ gã, rơi vào trên người những hậu tuyển kia. Một khi được đến tài nguyên, những hậu tuyển này liền sẽ có tốc độ phát triển kinh người, có thể dễ dàng thay thế được gã. Địa vị của Trác Vốn luôn luôn rất ổn định, nhưng loại ổn định này hoàn toàn có căn nguyên từ đại trưởng lão ủng hộ. Từ nhỏ đại trưởng lão yêu ái gã nhiều, gã thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, không gặp bất cứ ngăn trở gì, các trưởng lão đối với gã rất tán đồng. Gã chưa từng nghĩ đến, một lần thất bại, một lần quất roi, toàn bộ mọi thứ đều biến đổi không còn như cũ nữa. Gã bắt đầu cảm thụ được áp lực, tính khí trở nên dễ giận. Cuối cùng gã minh bạch, toàn bộ thánh điện chỉ có đại trưởng lão là không thể thay thế, bất cứ kẻ nào khác kể cả gã, đều có thể bị thay thế bất kỳ lúc nào. Hôm nay chủ trì xong nghi thức, những trưởng lão kia đã hoàn toàn quên sự tồn tại của gã yêu sắc toát ra trên mặt bọn họ trong lòng bọn họ bất an mà trong con mắt chắc nhìn loại bất an này chính là vì không tín nhiệm gã bởi vì đảm nhiệm phòng ngự thánh châu chính là gã chắc với sắc mặt tái mét cuối cùng tỉnh táo lại vẻ mặt của gã khôi phục như thường gã ấy náy mà nói với tô phỉ rất xin lỗi tô phỉ ta không nên phát lửa giận lên ngươi không có việc gì tô phỉ lắc đầu nàng chuyển đề tài điện hạ chúng ta cần phải khiến mỗi nhà phải biết tự lượng. Gần đây Thánh Châu đã phát sinh mấy lần xung đột, như Thu Gia, bọn họ phát sinh xung đột với Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Gia Tộc. Tuy rằng bọn họ khá khắc chế xung đột, không trái với Thánh Trung lệnh cấm, nhưng nếu như chúng ta không đưa ra biện pháp, xung đột rất có khả năng thăng cấp. Chắc nhíu mày, Thu Gia, bọn họ sao lại xung đột với tiểu gia tộc như Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức vậy? Đối với Thu Gia, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Gia Tộc thật sự là tiểu gia tộc, Tại Quang Minh Châu, trong giới danh môn đẳng cấp xâm nghiêm, giữa đỉnh cấp danh môn như Thu Gia và tiểu gia tộc như Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc căn bản không có xung đột lợi ích gì. Tô Phỉ nói có liên quan với Elizabeth gia tộc. Elizabeth gia tộc bị ăn quả đắng tại trên tay Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc. Thu Vân khởi có ý với Claudia, ra mặt giúp nàng, không ngờ được Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc không nhận nợ với Thu Gia. Đám gia hỏa này thực sự là không yên tĩnh. Giọng chắc bất mãn, vào lúc này, đám gia hỏa này vậy mà lại còn có tâm tình gây sự với nhau. Quan hệ giữa thánh điện và danh môn cũng không có tốt như bên ngoài tưởng, nhất là những đỉnh cấp danh môn này. Không như những danh môn mới tấn cấp, bọn họ chẳng cần thánh điện phải thừa nhận, hơn nữa có trùng điệp mâu thuẫn với thánh điện, có rất nhiều lợi ích có điều xung đột. Những đỉnh cấp danh môn này quật khởi tại lúc Quang Minh Châu vừa mới thành lập, vì Quang Minh Châu thiết lập rất nhiều công lao, đối với thánh điện cũng không có kính nể gì. Thêm nữa bọn họ thân lớn dễ sâu. Thánh Điện cũng không thể nghiêm khắc như đối đãi với danh môn mới tấn cấp, song phương bảo trì tình thế vi diệu. Mà tại nội bộ Thánh Điện, lời kêu gọi chèn ép đỉnh cấp danh môn chưa từng ngừng lại. Tuy thế trong thời gian này, chẳng ai đuôi mù đề xuất thuyết pháp như vậy. Hiện ở Thánh Điện cần phải dựa vào những danh môn này, lực lượng của Thánh Điện đã được chứng minh không đủ để thắng chàng chiến dịch này. Thánh Điện cần phải kéo nhiều người vào trận chiến này hơn nữa, chia sẻ chiến lợi phẩm tất nhiên đau lòng, nhưng mà việc cấp bách là thắng được trận chiến thua thì hai bàn tay trắng. Hiện tại chắc cũng không thể không bội phục đại trưởng lão tinh tế, tại thời điểm thế cục còn chưa tồi tệ liền quả đoán quyết định đập vang thánh trung. Nhưng mà vấn đề hiện tại cũng không giúp chắc cảm thấy thoải mái, ân oán giữa các danh môn phức tạp đến cực điểm, thậm chí ngược dòng đến mấy trăm năm trước. Giữa những gia tộc này không ai nhường ai, cực dễ phát sinh xung đột, xung đột giữa thu gia và mai tư phỉ nhĩ đức chỉ là một hình ảnh thu nhỏ mà thôi. Chắc biết rõ, không thể tiếp tục dung túng, xung đột giữa những danh môn này càng ngày càng nghiêm trọng, một khi để trở mặt công khai, vậy thì sẽ trở nên bùng phát không thể vãn hồi. Đến lúc đó, thánh điện triệt để bị động, nghiêm phạt danh môn sẽ chỉ làm bọn họ sinh oán khí. Phái quang minh kỵ sĩ đoàn ra, chắc dứt khoát nói, nói cho bọn họ, ta không quản lúc trước bọn họ có ân oán gì, tại thời điểm mấu chốt này, ai muốn gây sự, thánh điện tuyệt không nhân nhượng. Quang minh kỵ sĩ đoàn chuẩn bị sẵn sàng, hễ là kẻ nào không nghe khuyên nhủ, không nghe thánh điện hiệu lệnh, giết không tha. Trong mắt tô phỉ sáng lên một mặt quang mang, điện hạ sát phạt quyết đoán, sung mãn tự tin thế này, mới là điện hạ mà nàng quen thuộc. Nàng trầm giọng tuân mệnh, vâng, quang minh kỵ sĩ đoàn tạo thành chấp pháp đoàn, bắt đầu lui tới dò xét tại Thánh Châu, một ngày ngắn ngủi liền dẹp loạn hơn 10 chàng phân tranh, hơn 40 người không nghe khuyên nhủ bị chém giết, hai danh môn bị đoạt lại tư cách danh môn. Trong lúc nhất thời, binh đoàn tập hợp tại Thánh Châu liền trở nên ngoan ngoãn, Đường thiên căn bản không có thời gian đi quản những thứ này, ngay cả xung đột với thu gia hắn đều không để ý tới, mà là giao cho cắt trạch. Toàn bộ tâm thần, hắn đều đặt vào mỗi chuyện, thiên huệ đến Thánh Châu rồi, ở trong lòng hắn, không có chuyện gì trọng yếu hơn chuyện này. Lâu rồi không gặp, khoảng cách xa xôi, tưởng niệm hừng hực, chờ đợi lo lắng, ngày đêm bôn ba, mãi không ngừng nghỉ chiến đấu, đều chỉ vì lúc này gặp lại. chương 896, gặp lại, dưới ánh nắng, thân ảnh mỹ lệ là quen thuộc như thế chỉ nhìn một thoáng đường thiên liền nhận ra nỗi vui sướng tràn ngập mỗi cái tế bào trên thân thể hắn hắn ngây ra mà nhìn nàng ánh nắng rơi vãi tại trên làn tóc dài đen bóng dung nhan tuyệt mỹ kia mơ hồ bộ dáng năm đó hình ảnh thiếu nữ trước kia giống như từ trong trong cõi mộng của hắn đi ra đi tới trước mặt hắn hắn đã quên lời nói ngây ngốc mà nhìn tham lam mà nhìn tựa như nằm mơ vậy giờ khác này là mộng ảo những hình ảnh xa xôi kia tinh phong thành An Đức học viện, cái tiểu cô nương gầy yếu vắt nước mũi kia, người thiếu nữ thiên tài quát tháo toàn thành kia, người thiếu nữ tại trên núi An Tĩnh làm bạn bên cạnh hắn kia, cái thiếu nữ vì hắn mà một mình xông pha hiểm địa kia. Thân ảnh thiếu nữ, khảm tại trong quang ảnh, khảm ở trong lòng hắn. Không biết bắt đầu từ khi nào, nàng đã ở chỗ này. Không biết bắt đầu từ nơi nào, nàng đã ở chỗ này. Thiên Huệ, giọng hắn tựa như nói mê, không có khí phách của người đứng đầu tròm sao, không có sự sát phạt của chiến thần bất bại, lúc này, đường thiên chỉ là một đứa trẻ to xác. Hắn nhẹ giọng như là e làm nàng sợ hãi. Khi ánh mắt đầu tiên trông thấy đường thiên, thiên huệ tựa như bị tia chớp bổ chúng, không chút động đậy Không biết vì cái gì, miệng nàng liền miếu, tựa như tiểu cô nương bị ủy khuất, mắt nhòe đi như có sương mù che phủ. Toàn bộ gian nan A, toàn bộ tưởng niệm A, toàn bộ cực khổ A, toàn bộ cô độc A, cuối cùng đã gặp được rồi A. Nước mắt bất chi bất giác làm mơ hồ con mắt, cái thân ảnh mơ hồ kia và cái thân ảnh che ở trước mặt thân hình nhỏ yếu của nàng kia, với cái thân ảnh chịu đủ cười nhạo lại không chịu thua kia, và cái thân ảnh nằm ngửa trên thảm cỏ ngưng mắt nhìn bầu trời kia, kèm cái thân ảnh tại bàn học múa bút thành văn viết thơ kia, từng điểm từng điểm chồng lên nhau. Tiếng Thiên Huệ như nói mê kia tức thì phá một chút kiềm chế sau cùng trong lòng nàng. Thiên ca ca, vô số tình cảm, vô số vui sướng, tất cả đều hóa thành nước mắt tràn mi, nàng thả người nhào vào trong lòng Đường Thiên. Tóc dài tung bay là dây đàn tưởng niệm ở trong ánh nắng đàn vang lên khúc ca hạnh phúc. Thiếu niên thiếu nữ A, à, ôm trầm A, à, thiếu niên thiếu nữ A, à, xoay tròn A, à, thiếu niên thiếu nữ A, à, hôn môi A, à, thiếu niên thiếu nữ A, à, ba ba ba, ai nha, cái này là tiếng vỗ tay của mọi người A. À. Cũng không phải nơi nào cũng đang vui vẻ như ở phân bộ của Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Thương Hội. Tại một cái góc khác trong bạch tuyết thành, bầu không khí trang viên xâm nghiêm khẩn trương. Lẽ nào chúng ta cứ như thế coi như xong rồi. Thu Vân khởi cua ác mắt đứng lên, xưa nay chấn định thong dong lúc này gã thật dữ tợn gân xanh vồng lên con kiến hôi như mai tư phỉ nhĩ đức cũng dám bỏ lên người chúng ta diếu võ dương oai mặt mũi thu ra chúng ta không đáng tiền như thế sao ở trước mặt nhiều người như vậy thu ra chúng ta là một trò cười ngay cả tiểu trùng như mai tư phỉ nhĩ đức chúng ta cũng thu thập không được thánh điện là cố ý thiên vị mai tư phỉ nhĩ đức cái này là nhằm vào thu ra chúng ta quang minh kỵ sĩ đoàn thì sao chỉ cần bọn họ dám động ba một cái tát tai vang dội quất lên mặt thu vân khởi lực lượng lớn khiến thu vân khởi trực tiếp bay ngang ra ngoài nện mạnh vào giá sách phân phật hơn phân nửa sổ sách từ trên giá sách rơi xuống nện lên người thu vân khởi phế vật một gã nam tử mặt không biểu tình thu hồi tay phải tướng mạo y rất giống thu vân khởi nhưng mà đạm mạc lãnh khốc hơn so với thu vân khởi cả người sát ý lượn lờ y là đại ca thu bắc phong của thu vân khởi lực lượng một cái tát này rất lớn thu vân khởi trên mặt đất nửa ngày không bò dậy nổi nếu như ngươi không phải là em của ta, ngươi đã chết rồi." Ánh mắt Thu bác Phong không có một tia nhiệt độ, y tựa như đang nói một chuyện vô cùng bình thường, trong miệng nói người khác là con kiến hôi loài bò sát, mình thì ngay cả con kiến hôi loài bò sát đều đánh không lại, không phải phế vật là cái gì. "Đây là lần đầu tiên, cũng là lần sau cùng, ngươi thích hả đàn bà nào ta không quản, ngươi giày vò cái gì ta cũng không quản, nhưng mà có một điểm ta muốn nói rõ ràng với ngươi, không nên trở thành phế vật. Ta rất ghét phế vật." cái này là một cơ hội sau cùng của ngươi, nếu như ngươi về sau còn phế vật giống như vậy, chính tay ta sẽ giết chết ngươi. Dứt lời, y không thèm nhìn Thu Vân khởi nằm trên mặt đất một cái nào nữa, hờ hững ly khai. Thu Bắc Phong trở lại binh doanh, bắt đầu từ khi y trưởng quản binh đoàn, y liền kiên trì cùng ăn cùng ở với binh sĩ. Thật sự buông tha mai tư phỉ nhĩ đức như thế sao? Một gã tráng nam thần sắc nhanh nhẹn dũng mãnh chào đón, hắn tên là Thu Lực, cũng là con cháu Thu Gia, nhưng là bàng chi của Thu Gia, nhưng mà gã theo Thu Bắc Phong nhiều năm, là phụ tá đắc lực của Thu Bắc Phong. Giao cho Vân Khởi, ngay cả Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức cũng giải quyết không được, phế vật như vậy không có ý nghĩa để sống sót. Thu Bắc Phong hừ lạnh, Thu Lực gật đầu, gã biết tính khí Thu Bắc Phong, hiểu rõ nếu là Thu Vân Khởi thật sự giải quyết không được Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Thu Bắc Phong nhất định sẽ giết hắn. Hơn nữa Thu Lực theo Thu Bắc Phong nhiều năm, cũng nhiễm ngạo khí từ Thu Bắc Phong. Đối với tiểu gia tộc như Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức vậy, gã không có chút nào hứng thú lần này chúng ta tới đây mục đích duy nhất chính là tìm cơ hội đi thương châu thu bắc phong thản nhiên nói mỗi đại danh môn quang minh châu tề tụ thánh châu nhưng mà nhiều danh môn như vậy sẽ có người đi thương châu cũng sẽ có người lưu lại quang minh châu dù sao nội bộ quang minh châu cũng không an ổn vô luận kim châu phỉ hay là tội vực đều là thứ khiến người ta đau đầu cần phải có người đi tiêu diệt bọn họ lợi ích bên trong quang minh châu đã sớm chia cắt hầu như không còn mỗi nhà đã sớm định rõ địa bàn của nhau, lưu lại quang Minh Châu chỉ kiếm phần khổ lao. Đi tới Nam Minh, hộ vệ tuyến tiếp viện, tốt hơn không ít, Nam Minh cũng được tính là khuếch trương lãnh địa. Nhưng mà được lợi lớn nhất là đi Thương Châu tìm kiếm thông đạo đi tới Thiên Lộ. Đó là một cái thế giới hoàn toàn mới, đồng nghĩa với cơ hội và tài phú vô lượng. Nếu như có thể sớm một tiến nhập Thiên Lộ, cơ nghiệp của Thu Gia đủ được bảo chứng nghìn năm không ngã. Thu Gia hiểu được đạo lý này, các nhà khác cũng hiểu được đạo lý này. Giữa họ là quan hệ cạnh tranh, cái này cũng là nguyên nhân mỗi nhà không ngừng xung đột. Bỗng nhiên, Thu Bác Phong trầm ngâm, đi, phái vài người, cùng theo vân khởi. Thu Bác Phong xuất lĩnh đội thân vệ tiến nhập Bạch Tuyết Thành, bầu không khí Bạch Tuyết Thành đột nhiên trở nên khẩn trương. Thực lực Thu Bác Phong lớn hơn rất nhiều so với Thu Vân Khởi, danh tiếng lớn hơn Thu Vân Khởi rất nhiều. Nhưng mà y nổi danh nhất chính là lãnh khốc thèm sát, y là một gã đồ tể lãnh huyết, người chết ở trên tay y có bao nhiêu, chẳng ai biết. Mọi người đều biết rõ, Thu Gia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, Thu Vân Khởi sẽ không, Thu Bắc Phong cũng sẽ không, bọn họ nhất định sẽ có động tác. Ngay cả Thánh Điện cũng đang quan tâm nơi đây, Quang Minh Kỵ Sĩ đoàn đóng quân tại Bạch Tuyết Thành, hiển nhiên lo lắng Thu Bắc Phong phát điên. Lần này là do Tô Phỉ tự mình dẫn đội, có thể thấy mức độ coi trọng của Thánh Điện. Nhưng mà Thu Bắc Phong không có bất cứ động tính gì, tựa như đã quên chuyện này. Tuy thế Tô Phỉ phi thường giữ bình tĩnh, Thu Bắc Phong giảo hòa tàn nhẫn, thường thường tại lúc đối phương buông lỏng sẽ phát động một kích chí mạng. Tô phỉ rất rõ ràng, tác dụng lớn nhất của nàng chính là chấn nhiếp thu ra, mà một khi thu ra thật sự phát động, đạp phá mai tư phỉ nhĩ đức, thánh điện mà bất lực, vô pháp nghiêm phạt thu ra. Một khi nghiêm phạt thu ra, có thể nghĩ mà biết sẽ gợi sóng gió dạng gì. Lúc đó thánh điện vô pháp thừa thụ hậu quả sản sinh khi thu ra phản phệ. Thánh điện có thể làm, chính là tại trước lúc thảm án chưa phát sinh, bóp nó chết. Tình huống thế nào rồi? Tô Phỉ hỏi, Thu Bắc Phong không có động tác gì một gã Quang Minh kỵ sĩ bẩm báo, Thu Vân Khởi móc nối khắp nơi, tựa hồ hắn nghĩ tự mình đi báo thù. Nghe nói hắn bị Thu bác Phong nghiêm phạt, Thu bác Phong tuyên bố, nếu tự Thu Vân Khởi không thể báo thù nổi, vậy thì chính tay hắn liền giết chết Thu Vân Khởi. Tuy thế chúng ta phát hiện, hắn vẫn phái người âm thầm bảo hộ Thu Vân Khởi. Tô Phỉ không khỏi nhíu mày, Thu bác Phong căn bản không để mệnh lệnh của điện hạ vào mắt. Cái tên này thủ đoạn độc ác có thể thấy rõ ràng ngay cả em trai ruột của mình cũng động một tí là muốn giết chết. Quả thật là loại nhân vật đồ tể, Thu Bác Phong nói tự Thu Vân khởi báo thù, vậy thì sẽ không vận dụng đội thân vệ của hắn. Tô Phỉ ánh mắt chấp động, Thu Vân khởi chỉ có đi tìm người khác. Gia soát gia tộc mà Thu Vân khởi quen biết, nhất định là Elizabeth gia tộc. Cảnh cáo bọn họ, ai vi phạm mệnh lệnh của Điện Hạ, diệt toàn tộc. Chúng ta không tiện giải quyết Thu ra, Elizabeth gia tộc trốn không thoát. Phải cẩn thận những hộ vệ âm thầm kia, tên thu bắc phong này rất giảo hoạt vâng danh kỵ sĩ này tuân mệnh mà đi xem ra mình tới đúng rồi tô phỉ minh bạch thu bắc phong còn cố kỵ quang minh kỵ sĩ đoàn bằng không thì đã sớm động thủ thế cục càng ngày càng phức tạp tô phỉ không thích cục diện phức tạp chút nào còn không bằng oanh oanh liệt liệt đánh một trận mới thống khoái cũng may mình không cần phải cân nhắc nhiều như vậy mình chỉ cần bảo đảm thu ra không động thủ là đã hoàn thành nhiệm vụ chuyện còn lại thì giao cho đại trưởng lão với điện hạ đau đầu đi ở phân bộ mai tư phỉ nhĩ đức rốt cuộc tới hay không các trạch hận nó không có trí đua tranh người nói cái thu gia này tốt xấu cũng là một cái đỉnh cấp danh môn sao lại kinh sợ như thế đến bây giờ còn chưa tới tìm lại mặt mũi rốt cuộc là đang nghĩ cái gì a à? hắn chờ đến muốn khóc rồi chỉ muốn đánh một trận cho đã lại khó như vậy sao đỉnh cấp danh môn a à, nói nghe thật hay nói cái gì mà kiêu ngạo a à mặt mũi như núi a ở đâu ở đâu ô ô lời truyền lưu toàn gạt người Mai lệ toa rất không biết nên nói gì mà nhìn cắt trạch nàng chưa từng gặp đứa ra hỏa nào ngóng trông người khác tới cửa gây rối như vậy, có thể bình thường một chút hay không a à? Đúng vậy đúng vậy, A tín ở bên cạnh cũng là một bộ chán đến chết, gối lên cánh tay, nằm vật trên mặt đất, hữu khí vô lực nói, cuộc sống còn có thể có được chút ý nghĩ nào để tồn tại hay không đây? Đường thiên và tiểu thư là dễ chịu rồi, lại không thể cân nhắc tới cảm thụ của chúng ta sao? Tiểu man, chúng ta không thể mắt mở chừng chừng nhìn chúng ta tự mục nát như thế mau tới chuộc ta hôn một cái đi phanh chả mã đao lớn cỡ cánh cửa như đập ruồi đập cho a à tín văng tương tưng khóe mắt phù chính chi nhảy một cái nhìn đi thủ hạ của lão bản nương cũng không phải loại lương thiện a à. mà cắt trạch thì là hai mắt tỏa sáng mà nhìn tiểu man cái đao này cái kinh lực này cái tính khí này quả thực rất thích hợp đánh một trận đó đến đi đánh bạc với tôn nghiêm của lão bản và lão bản nương để chúng ta thống thống khoái khoái đánh một trận đi sắc mặt người xung quanh đột nhiên trở nên rất cổ quái. Phanh, một chân đạp ở phía sau lưng cát trạch, con mắt cát trạch mở ra, không kịp làm ra bất cứ phản ứng gì, liền như bóng cao su văng ra bảy tám trượng. Thần tình đường thiên tự nhiên thu cước, dắt bàn tay nhỏ bé của thiên huệ, khí phách mười phần nói. Xem ra các người nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta đây cũng phải động gân cốt một cái. mươi 897, chắc chết, chắc cảm thấy có phần bất an, có thể là vì tô phỉ không ở bên cạnh, từ lúc còn rất nhỏ, Tô Phỉ đã là hộ vệ của gã hắn, có thể gọi là như hình với bóng, nơi quang minh kỵ sĩ đoàn đóng quân cũng cách hắn không xa. Tô Phỉ không ở đây, ngay cả thánh điện quen thuộc thường ngày cũng trở nên trống trải hơn không ít. Chắc luôn có ảo giác, giống như trong bóng tối phía sau lưng có con mắt đang âm thầm quan sát gã. Gã tự cười diếu, đây là thánh điện, nơi quang minh năng lượng dồi dào nhất, làm sao có bóng tối. Thánh điện tượng trưng cho quang minh, khắp nơi trôi nổi lơ lửng quang minh năng lượng nồng nặc chúng nó tản ra quang mang bạch sắc nhu hòa soi mỗi cái ngóc ngách của thánh điện sáng như ban ngày quang minh vĩnh trú khả năng là tô phỉ không có mặt bên cạnh nên rất không quen đi chắc cười tự diếu nghĩ đến thế cục trước mắt mày chắc nhân lại trước đây gã giao tiếp cùng những danh môn kia cảm thấy bọn họ cúi đầu nghe theo thánh điện nhưng mà lần này đã triệt để phá vỡ quan niệm của gã lúc này gã mới minh bạch vì sao có nhiều trưởng lão muốn chèn ép danh môn bình thường danh môn tựa như giã thú thu nanh vuốt nhìn qua ngoan ngoãn. Nhưng mà dã thú chính là dã thú, bình thường ngụy trang cho dù tốt, một khi đến thời khắc mấu chốt, nó liền sẽ toát ra hung tính. Thu ra, chắc lầm bẩm lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Thu ra xung đột với Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc, trong mắt chắc là động tác của Thu ra, bọn họ muốn dùng phương thức như vậy truyền ra phía ngoài một tín hiệu. Xung đột giữa Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức và Elizabeth là xung đột giữa hai danh môn ngang cấp nhau, Thu ra hoàn toàn không có lý do tự mình nhúng tay, dù cho Elizabeth là bọn phụ thuộc. Chắc hiểu rất rõ ràng thói quen của những đỉnh cấp danh môn này, nếu là danh môn cấp bậc cao hơn Elizabeth đối phó Elizabeth, Thu ra khẳng định sẽ động thủ. Nhưng mà nếu là gia tộc ngang hàng hay yếu hơn Elizabeth đánh bại Elizabeth, Thu ra nhất định sẽ không động thủ. Bởi vì Thu ra sẽ cảm thấy mất mặt, phụ thuộc của mình, ngay cả đối thủ cùng cấp cũng không chiến thắng được, lại có cái tư cách gì làm phụ thuộc của Thu ra ngoại giới truyền lưu cái gì mà mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc khiêu khích chắc chỉ cười nhạt đối với cách nói này cái cách nói này hoàn toàn đứng không vững thực lực của mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc đặt tại nơi đó căn bản vô pháp đối với thu gia tạo thành bất cứ uy hiếp gì cần phải dùng đến chuyện thu bắc phong mang đội thân vệ đi tìm lại mặt mũi sao thu gia là muốn lập uy không phải đối với cái gia tộc khác mà là hướng về phía thánh điện chắc rất phản cảm đối với hành vi của thu gia nếu như nói thu gia bị ủy khuất dùng phương thức như vậy biểu diễn lực lượng của thu gia, gã cảm giác sẽ tốt hơn rất nhiều. Đối với đỉnh cấp danh môn như vậy, thánh điện là nguyện ý và hợp tác. Thế nhưng thu gia đến Thánh Châu, chưa tới quang minh điện bái phỏng đại trưởng lão, chưa tới bái phỏng gã, không có bất cứ hành động chào hỏi gì với thánh điện, lại tới giết gà dọa khỉ. Trong lòng chắc tức giận, thu gia hoàn toàn không để thánh điện vào mắt. Mà bây giờ phụ trách chuyện này lại là chắc, thu gia cũng không có chút ý tứ nào cho gã mặt mũi gã phái tô phỉ đi, chính là coi chừng thu ra. Nếu thu ra thật dám vi phạm mệnh lệnh của thánh điện, gã cũng sẽ làm một lần giết gà dọa khỉ. Nhiều danh môn như vậy, không giết một hai con gà, ai cũng sẽ không nghe theo hiệu lệnh. Chắc biết rõ, cái này là đại trưởng lão cho gã một lần khảo nghiệm nữa. Nếu như gã có thể chủ đạo và khống chế cục diện trước mắt, địa vị của gã sẽ không ai có thể lay động. Nếu như làm không được, vậy thì gã gặp nguy hiểm rồi. Cảm giác được nguy hiểm, chắc biết rõ mình cần phải tử chiến đến cùng. Tô phỉ chỉ huy quang minh kỵ sĩ đoàn, không có bất cứ một gia tộc nào có thể chống lại. Một gã thị vệ tiến lên, cung kính nói, điện hạ, đại trưởng lão mời ngài qua một chuyến. Chắc nhận biết tên thị vệ này, gật đầu ta sẽ đi qua. Tại chỗ đại điện của Trác, hai gã quang minh kỵ sĩ thủ tại cửa vào cùng đi theo. Tô phỉ dẫn quang minh kỵ sĩ đoàn đi, nhưng mà còn lưu lại 10 tên quang minh kỵ sĩ bảo hộ an toàn cho Trác. Tuy rằng Trác cảm thấy hoàn toàn không cần, nhưng rất cảm động. Thị vệ dẫn đường ở phía trước, chắc theo ở phía sau, thuận miệng hỏi biết chuyện gì không? Hình như là chuyện về thu gia. thị vệ cúi đầu thấp giọng nói, chắc đam chiêu, lẽ nào đại trưởng lão cũng có ý nghĩ đối với thu gia? Tính cách đại trưởng lão cường thế như thế, khẳng định vô pháp khoan dung thu gia. Nếu như là đại trưởng lão, sẽ đối phó thu gia như thế nào chứ? Đại trưởng lão mưu tính sâu xa, nói không chừng có cách nghĩ sâu xa hơn. Đầu óc chắc xoay chuyển rất nhanh, đối diện đại trưởng lão, bất luận kẻ nào đều sẽ có áp lực, gã cũng như thế. Ngoại lệ duy nhất chắc chỉ có tô phỉ, thị vệ đưa chắc đưa đến trước cửa một phân điện, dừng lại, không mình hành lễ, điện hạ, mời, đại trưởng lão ở bên trong. Chắc thu thập tạp niệm, phân điện trước mắt giản dị tự nhiên, thập phần ưu tính. Đại trưởng lão thường thích nơi như vậy, dù cho thân ở cao cao, đại trưởng lão cũng thập phần đơn giản, một điểm này, toàn bộ thánh điện cực kỳ kính nể. Các người chờ ở đây, Trác nói với hai gã Quang Minh kỵ sĩ, hai người phân mệnh thủ ở ngoài điện, thân phận bọn họ cao thượng, ở thánh điện có thể tùy ý thông hành, nơi duy nhất khiến bọn họ không dám sằng bậy chính là ở trước đại trưởng lão. Tô Phỉ không sợ đại trưởng lão, đó là bởi vì cảm tình giữa nàng và đại trưởng lão giống như cha con. Nhưng mà đại trưởng lão đối bọn họ, nhưng không chút nào che giấu sắc mặt, bọn họ gặp đại trưởng lão có mấy lần. Hơn nữa thánh viêm quanh thân đại trưởng lão mang đến uy áp thực sự quá cường liệt, khiến người ta sợ hãi hai người thành thành thật thật thủ ở bên ngoài, nếu điện hạ gọi bọn họ vào, bọn họ lại có chút khẩn trương ấy chứ. Bỗng nhiên, một lũ dao động năng lượng nhẹ không thể xét rồi lại xâm nghiêm sắc nhọn từ bên trong điện truyền đến, sắc mặt hai người kịch biến, không chút do dự phóng vào bên trong. Khi hai người xâm nhập bên trong điện, vừa đúng lúc nhìn thấy chắc điện hạ ầm ầm ngã xuống đất. Gã mở to hai mắt, cổ họng có cái lỗ máu lớn cỡ nắm tay, máu tươi bắn ra, chảy dọc theo cái cổ, trong khoảnh khắc dưới thân là một vũng máu hai người như bị xét đánh lúc này bọn họ mới kịp phản ứng ám sát trác điện hạ bị ám sát tại bên trong thánh điện trác điện hạ bị đâm bỏ mình hai gã quang minh kỵ sĩ mặt trắng như tờ giấy điều này chưa từng có ở trong lịch sử thánh điện thánh điện thủ vệ xâm nghiêm cỡ nào ngoại nhân căn bản vô pháp lẻn vào ngoại nhân không cái này là người bên trong thánh điện tỉ mỉ bày ra hai người đột nhiên nhớ tới tên thị vệ dẫn đường kia một gã quang minh kỵ sĩ lắc mình một cái liền xuất hiện ở ngoài điện khi hắn nhìn thấy gã thị vệ té trên mặt đất cái đầu đã nát như, sắc mặt tái mét. Tiếng cảnh báo thê lương vang vọng thánh điện, bạch tuyết thành, tô phỉ bỗng nhiên sắc mặt đại biến, ôm lấy ngực, đau nhức như đau vặn khiến toàn thân nàng không tự chủ mà rung động. Điện hạ, thân thể rung động như cái sàng, thân thể cong thành một khối, giống như thừa nhận đau đớn kinh người, thanh âm rung động từ trong kẽ răng đẩy ra, mang theo bi thương và thống khổ vô cùng. Tất cả quang minh kỵ sĩ ở xung quanh đều cả kinh ngây người, bọn họ chưa từng nhìn thấy đội trưởng thống khổ như thế. Một gã kỵ sĩ gấp giọng hỏi, đội trưởng, điện hạ thế nào rồi? Tô phỉ chậm rãi đứng thẳng lên, thân thể của nàng vẫn đang rung động, nhưng mà nàng đứng thẳng thực ngoan cường, sắc mặt nàng tái nhợt không có một tia huyết sắc, đôi đồng tử hắc ám sâu thẳm, cả người tản ra khí tức đáng sợ. Chắc chết rồi, tô phỉ nhấn mạnh từng chữ, sát khí tràn ra bốn phía, lúc này, nàng tựa như tử thần từ trong địa ngục đi ra. Điện hạ chết rồi các quang minh kỵ sĩ đều bị chấn động, thần tình mờ mịt, nhưng mà nhanh chóng biến thành bi phẫn. Điện hạ bị ám sát, trời à, điều này sao có thể? Ai làm, hung phạm là ai bây giờ vẫn chưa có đáp án, nhưng mà có một điểm xác thực khẳng định, tuyệt đối là người bên trong thánh điện làm. Đây mới là nguyên nhân bọn họ cảm thấy mờ mịt, tại trong lịch sử thánh điện chưa từng xảy ra chuyện tương tự, thánh điện cho tới giờ, vẫn cực kỳ đoàn kết, chưa từng nội chiến. Mà cái này cũng là điểm kiêu ngạo trong lòng bất cứ một vị quang minh kỵ sĩ nào, là nguồn gốc cho tín niệm của bọn hắn. Thế nhưng, tại thời điểm mấu chốt như thế, điện hạ vậy mà lại bị ám sát bỏ mình. Cái này đối với bọn họ có xung kích rất lớn, vượt quá tưởng tượng, ngay cả thánh tử cũng dám ám sát, những người này. Tín niệm trong lòng ầm ầm sụp đổ, khiến bọn họ trở nên mờ mịt. Thì ra trong bất tri bất giác, vậy mà thánh điện lại đã biến thành như vậy rồi sao? Bọn họ từ nhỏ là được tuyển chọn tiếp thu huấn luyện tàn khốc nghiêm khắc nhất, liên tục bị đào thải, vì thánh điện mà nỗ lực tất cả, là giáo huấn mà bọn hắn tiếp thu từ nhỏ, cũng là cơ sở cho tín niệm của bọn hắn. Tại trong lòng bọn hắn ngoại trừ thánh điện, không còn thứ khác. Mà thánh điện càng khiến bọn họ tin tưởng không bao giờ nghi ngờ, vô luận ở nơi nào, thánh điện vĩnh viễn được tôn kính, bên trong thánh điện luôn là đoàn kết nhất tâm, lần lượt thắng lợi, chứng minh sự cường đại và chính nghĩa của thánh điện. Tại trong lòng bọn hắn, thánh điện là nơi thần thánh nhất trên thế giới này. Tô Phỉ đứng thẳng, tay vịn lên chuôi kiếm bên hông, sắc mặt nàng tái nhợt như trước, nhưng mà khí thế lại lợi hại như bảo kiếm ra khỏi vỏ. Trong con mắt thâm trầm, là bi thương sâu như biển. Là những danh môn kia, thanh âm nàng lộ ra lãnh liệt, quen thuộc với thánh điện, có năng lực bố cục, nắm chặt thời gian chuẩn xác như thế, ngoại trừ những đỉnh cấp danh môn kia, không ai có thể làm được. Là ai? Thanh âm một gã quang minh kỵ sĩ vô cùng phẫn nộ. Là ai ta không biết, Tô Phỉ lạnh lùng nói lại chậm rãi rút trường kiếm bên hông ra, nhưng mà ta biết rõ thu ra nhất định không thoát được can hệ. Lúc trước ta còn cảm thấy kỳ quái, vì sao thu bác phong lại đến bạch tuyết thành. Hiện tại ta minh bạch rồi, mục đích của bọn họ chính là kéo chúng ta ra khỏi người điện hạ. Các kỵ sĩ đều bị xúc động, giết chết bọn họ, danh môn đều đáng chết, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Tô phỉ rút trường kiếm ra, nhìn quanh bốn phía, ngữ khi thúc sát tỏa ra, thánh điện có kẻ phản bội, cấu kết danh môn, trong ngoài phối hợp điện hạ chết rồi ai sẽ thu lợi hậu tuyển thánh tử các trưởng lão nhất định sẽ yêu cầu tuyển tân thánh tử thánh điện không thể không có thánh tử huống chi còn tại thời khắc then chốt như thế thực sự là biết chọn lựa thời cơ trước mắt rút dây động rừng những danh môn này liên hợp lại hướng thánh điện bước vô thoái vị suy nghĩ vì đại cục cho dù là đại trưởng lão cũng không thể không cúi đầu mọi người nghe thế thì trợn mắt há mồm một vị kỵ sĩ tính khí táo bạo tức giận nói lẽ nào bọn họ sẽ không sợ thế cục sụp đổ sao bọn họ sợ a, à, nhưng mà bọn họ hiểu rõ, cái này là cơ hội duy nhất mà thánh điện sẽ cúi đầu, lúc này Tô Phỉ lãnh tĩnh như băng tuyết, bởi vì chúng ta đang sợ, các trưởng lão càng sợ hơn. Mọi người trầm mặc, bị suy đoán của đội trưởng làm cho chấn kinh rồi. Có người phá tan yên tĩnh, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Báo thù cho chắc, trong mắt Tô Phỉ hiện lên một tia hàn quang, Thu Bắc Phong cần phải chết. Thế nhưng chúng ta không có chứng cứ, Tô Phỉ cũng không quay đầu lại đi ra phía ngoài bỏ lại một câu, chúng ta không cần phải có chứng cứ. chương 898, độc thủ phía sau. Ngươi nói cái gì, đường thiên trợn mắt há mồm, hắn tựa như nghe đến một chuyện cực kỳ khó tin. Lúc này thần tình mai lệ toa kích động vô cùng, âm thanh vẫn còn run rẩy vừa rồi cứ điểm của thu ra bị quang minh kỵ sĩ đoàn tập kích, thu vân khởi bị giết tại chỗ, thu bắc phong trọng thương, đội thân vệ của hắn toàn quân hủy diệt. Những gia hỏa quang minh kỵ sĩ đoàn này điên rồi sao? Đường Thiên cảm thấy chuyện này thực sự là hoàn toàn xem không hiểu, sức chiến đấu của quang minh kỵ sĩ đoàn không cần phải nói, hắn đã tự mình lĩnh giáo. Cận vệ đội toàn quân hủy diệt tại trong mắt hắn nhìn là bình thường vô cùng, ngược lại thu bác Phong chỉ bị trọng thương còn có thể trốn thoát, thực lực không kém. Nhưng mà không có lý do a à, Thiên Huệ và hắn từng phân tích một lượt thế cục hiện tại, trừ phi thu ra thật sự không biết xử sự, sự, bằng không thánh điện không có bất cứ lý do gì động thủ với thu ra. Thánh điện hiện tại cần lực lượng của những danh môn này, mà thu gia là đỉnh cấp danh môn chân chính tại trong giới danh môn có sức ảnh hưởng kinh người hơn nữa thu hút hoa còn đang chinh chiến tại nam minh nếu không phải vạn bất đắc dĩ thánh điện tuyệt đối sẽ không động thủ với thu gia ánh mắt đường thiên chuyển qua thiên huệ thiên huệ trầm ngâm chuyện khi nào mai lệ toa vội vàng nói vào đêm qua nàng biết rõ thiên huệ chính là lão bản nương thái độ cung kính không dám có chút lười biếng bọn họ những người cùng theo đường thiên này đều rất rõ ràng địa vị lão bản nương ở trong lòng đường thiên không dám có chút cản rỡ nếu nói với đường thiên cần phải tiếp xúc một đoạn thời gian mới có thể minh bạch hắn lợi hại thì với thiên huệ thì chỉ cần ở chung gần nàng một thời gian rất ngắn liền có thể khắc sâu sự lợi hại của nàng trong mắt thiên huệ hiện lên một đạo hàn quang nhất định là thánh điện đã phát sinh chuyện gì đó phái người đi hỏi đi cái tin tức này đối với chúng ta là rất trọng yếu không tiếc gì cả hiểu rõ mai lệ toa cắn răng đáp lại tại quang minh châu bất cứ một cái thế lực nào đều rất rõ ràng làm rõ ràng cách nghĩ của thánh điện là hữu hiệu hơn so với bất cứ cái gì thâm nhập thánh điện tự nhiên khó ở trong khó nhưng mà nếu là liên quan tới sinh tồn gia tộc thì có khó thế nào cũng cần phải làm thời gian kim tiền nước chảy đá mòn thực lực mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc không tính mạnh nhưng mà dù sao cũng là vượt qua một cửa danh môn muốn rất có lực ảnh hưởng tự nhiên không có khả năng nhưng mà quen biết một hai vị trưởng lão vẫn phải có những trưởng lão này thường ngày dùng tiền nuôi, lại không cần làm cái gì, chính là để giờ khắc này. Bị an kỳ trưởng lão như thường ngày, đi tới thánh điện. Nhưng mà lão lập tức nhận thấy được dị thường, thánh điện thủ vệ xâm nghiêm, khắp nơi đều là thủ vệ. Thủ vệ của thánh điện, có một cách gọi riêng, thánh điện thủ vệ giả. Lúc bình thường, thánh điện thủ vệ giả chỉ có ở trong góc mới có thể nhìn thấy, bọn họ cơ hồ là ẩn hình, không bị các trưởng lão cao đàm khoát luận ảnh hưởng. Nhưng mà hiện tại, bị An Kỳ dọc đường thấy hơn 200 vị thánh điện thủ vệ giả. Lần đầu tiên lão biết rõ thì ra số lượng thánh điện thủ vệ giả lại nhiều như thế. Nhất định là đã phát sinh chuyện gì, trong lòng bị An Kỳ có chút bất an, bỗng nhiên con mắt lão sáng ngời, nhìn thấy tu tư trưởng lão cách đó không xa. Lão và tu tư trưởng lão tương giao tâm đầu ý hợp, hơn nữa không như lão là hạng ở cuối đuôi xe, vị trí của tu tư ở xa xa phía trước, là thực quyền trưởng lão chân chính. Quyền lợi tu tư rất lớn, cũng được các phương mượn hơi, Tin tức rất linh thông. Bị an kỳ tiến tới, hạ giọng cái này là thế nào? Đã phát sinh chuyện gì? Sắc mặt tu tư nghiêm trọng, lão ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua xung quanh, hạ giọng đáp xảy ra đại sự rồi. Điện hạ bị ám sát bỏ mình, con mắt bị an kỳ rồi đột nhiên trợn to, cả người ngây tại chỗ, một hồi lâu sau mới phục hồi lại tinh thần, ấp úng nói, sao lại thế? Sao lại thế? Toàn bộ hậu tuyển thánh tử đều đã bị bắt, tu tư thấp giọng nói, đại trưởng lão hạ lệnh. Bỉ An Kỳ sợ hãi, lão có thể trở thành trưởng lão thánh điện, tự nhiên không phải hạng người ngu xuẩn. Điện hạ gặp chuyện không may, hiềm nghi lớn nhất chính là những hậu tuyển thánh tử này. Bọn họ làm sao dám? Bỉ An Kỳ còn là vẻ khó có thể tin, chỉ có bản thân bọn họ, bọn họ đương nhiên không dám. Tu tư, tư hừ lạnh một tiếng, trên mặt sát khí tràn bốn phía, giọng căm hận, có những danh môn kia làm chỗ dựa, tự nhiên là không giống rồi. Hôm nay gia chủ mấy tiểu danh môn đã nêu ý kiến hy vọng có thể sớm tuyển tân thánh tử trên mặt bỉ an kỳ rơi đột nhiên hiện lên sắc mặt giận dữ hỗn đản những gia hỏa này cùng lắm chỉ là ném đá dò đường sắc mặt tô tư cũng âm trầm những lão gia hỏa ở phía sau mới là độc thủ phía sau màn chân chính những gia hỏa này thực sự quá là ngoan độc rồi chọn cái thời khắc mấu chốt này bọn họ sớm đã có chủ mưu trong lòng bỉ an kỳ kinh hoàng đúng vậy lẽ nào bọn họ không biết thế cục trước mắt là nguy hiểm cỡ nào sao lẽ nào bọn họ không biết nếu như thua trận chiến tranh này toàn bộ quang minh châu đều hết rồi sao tổ bị lật sao có chứng nguyên lành hắn buột miệng nói ra bọn họ biết tu tư nói xong cũng trầm mặc sau một lát mới gian nan nói thế nhưng bọn họ cũng biết đại khái chỉ có cục diện như vậy đại trưởng lão mới có khả năng thỏa hiệp với bọn họ bỉ an kỳ cũng trầm mặc tu tư nói không sai lấy tính cách cường thế nhất quán của đại trưởng lão nếu không phải tại cục diện trước mắt hắn nhất định sẽ nhổ những danh môn này tận gốc, một cái không lưu. Bị an kỳ bi thương khó giải thích, lão đột nhiên có cảm giác, cái thánh điện cường đại kia, không bao giờ sẽ xuất hiện nữa rồi. Không biết vì sao, loại cảm giác này cường liệt như thế. Khiến lòng lão hoàn toàn bị bi thương bao phủ, lão vô cùng gian nan hỏi, đại trưởng lão nói như thế nào. Tu tư trầm mặc nửa ngày mới yếu ớt nói, chưa nói lời nào. Bị an kỳ không biết mình làm thế nào về đến nhà, lúc từ thánh điện đi ra, nhìn thấy đại biểu của nhóm danh môn thứ hai tiến nhập quang minh điện lão thất hồn lạc phách ngồi ở trên ghế xuất thần lão gia có bản ni tiên sinh cầu kiến ngoài thư phòng vòng vào thanh âm quản gia bị an kỳ phục hồi lại tinh thần hắn biết rõ vị bản ni tiên sinh này là đến từ mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc ngay cả tiểu gia tộc như mai tư phỉ nhĩ đức vậy cũng kiềm chế không được rồi sao trong lòng khó giải thích than thở một tiếng lão thản nhiên nói thỉnh hắn vào đi mai lệ toa thu được tin tức khi nàng xem tin tức thì cơ hồ không thể tin được vào hai mắt của mình nàng lảo lảo đảo đảo chạy tới chỗ đường thiên và thiên huệ bẩm báo khi đường thiên nhìn thấy tình báo cũng ngây ngẩn cả người hắn từng gặp trác hơn nữa cho tới giờ trác vẫn trong danh sách đen của hắn ám sát trác là một trong những phương án sau khi hắn và thiên huệ bình thảo luận xác định ra nhưng mà không ngờ trác bị ám sát bỏ mình thiên huệ lãnh tính hơn nhiều nàng chưa gặp trác bởi vậy đối diện cái tin tức này không có phản ứng gì, mà là lập tức cân nhắc tới được mất. A Tín và Tư Mã Tiếu cũng được gọi đến cùng thảo luận. A Tín tinh tại chiến lược, mà Tư Mã Tiếu am hiểu quyền mưu. Chúng ta phải lập tức đem tin tức này truyền bá ra ngoài. Ý kiến hai người A Tín và Tư Mã Tiếu phi thường thống nhất, cơ hội đồng thanh. Đục nước béo cò, thế cục càng hỗn loạn, cơ hội chúng ta có thể phát huy càng lớn, không gian có thể thao tác càng lớn, cơ hội cũng càng nhiều. Hai mắt Tư Mã Tiếu tỏa sáng với gã mà nói, chàng diện hỗn loạn như vậy là gã thích nhất, chúng ta nhân cơ hội cũng giết chết mấy nhân vật trọng yếu của danh môn. Gã nói tiếp, giết chết nhân vật trọng yếu mấy danh môn, danh môn khẳng định sẽ chĩa đầu mâu vào thánh điện, song phương không có cơ hội hòa giải, đối kháng chỉ sẽ càng kịch liệt. Danh môn không thể lùi bước, nếu như bọn họ thất bại, thánh điện sẽ bỏ qua bọn họ sao? Cho nên bọn họ chỉ có thể một đường thẳng tiến, bước thánh điện lui về phía sau, bước đại trưởng lão giao quyền lợi. Cái chủ ý này hay a tín hưng phấn ta phải trợ giúp danh môn cho tốt năm hổ tướng là binh đoàn của thánh điện bọn họ là sẽ chung với thánh điện hay là sẽ đầu nhập vào danh môn binh sĩ thủ hạ của bọn họ thì sao chứ chỉ cần danh môn nắm quyền quang minh châu sẽ bắt đầu phân liệt những binh đoàn chung với thánh điện kia sao lại nghe mệnh lệnh danh môn danh môn sao có thể yên tâm nhiều binh đoàn không tuân theo mệnh lệnh của mình nghe thấy a tín và tư mã tiếu ngươi một lời ta một lời trong lòng đường thiên sảng khoái vô cùng lúc trước đây gặp tình huống gì đều chỉ có chính hắn vắt hết óc hiện tại thủ hạ mỗi người đều là cao thủ dũng tướng như mây mưu sĩ như mưa ai nha nha mình thế nào lại lợi hại như vậy chứ truyền bá tin tức dễ làm hắn và binh tâm linh tương thông thuận lợi vô cùng nghĩ đến câu thành văn đao còn chưa thu được tin tức hậu phương tin tức chắc bị ám sát bỏ mình đã truyền khắp nam minh sắc mặt câu thành văn đao nhất định phi thường đặc sắc đáng tiếc không nhìn thấy về phần ngụy trang thánh điện Giết chết mấy nhân vật trọng yếu của đỉnh cấp danh môn, đường thiên nghĩ cũng không cần nghĩ, liền có mục tiêu thứ nhất. Đương nhiên là thu ra, chắc chết làm khiếp sợ toàn bộ thánh vực. Thánh tử tại Quang Minh Châu có địa vị cao thượng, gã được coi là nhân vật trọng yếu tương lai tiếp nhận vị trí đại trưởng lão, gã chết sẽ oanh động thánh vực. Huống chi còn chết vì bị ám sát, phải biết rằng, ở trong lịch sử thánh điện chưa từng có nhân vật trọng yếu nào bị chết do ám sát. Thánh điện tại việc như thế nào phòng bị ám sát có chỗ cực kỳ độc đáo, thêm nữa thánh điện hệ thống xâm nghiêm, cùng ngoại giới có khoảng cách ly thiên nhiên, thích khách ngoại giới muốn lẻn vào thánh điện khó trồng lên khó. Có thể ám sát chắc, chỉ có người nội bộ thánh điện, bằng không đó là nội ngoại cấu kết. Cũng khiến người ta khiếp sợ, thánh điện làm như thế nào khống chế nội bộ nhân viên trung thành có thể nói là thiên hạ độc bộ. Muốn tiến nhập thánh điện, cần phải trải qua nhiều vòng sàng lọc, mà mỗi một vòng đều có các loại nghi thức viên thệ, thánh viêm khảo nghiệm. Không nên cho rằng đó chỉ là một loại nghi thức, nó thực sự hữu hiệu, bất cứ người nào vi phạm thể ngôn đều sẽ bị nghiêm phạt cực nghiêm lệ mà những nghiêm phạt này thường thường là từ linh hồn không chỗ nào có thể trốn càng cao tầng bị trói buộc càng lớn được lợi bởi cái này thánh điện cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện kẻ phản bội cũng là nguyên nhân khiến rất nhiều người ghét thánh điện trong mắt rất nhiều người loại hoàn toàn khống chế nhân tâm này của thánh điện là hoàn toàn vi phạm nhân tính nhưng mà không thể không thừa nhận phương pháp của thánh điện cực kỳ hữu hiệu Tại thế lực khác luôn câu tâm đấu giác thì cho tới bây giờ Thánh Điện vẫn là đoàn kết nhất tâm. Mệnh lệnh của cao tầng sẽ được chấp hành vô điều kiện, binh sĩ của bọn họ tràn đầy cuồng nhiệt, không sợ hy sinh. Ngoại giới bởi vậy đối với Thánh Điện tràn đầy sợ hãi và kính nể, tại trong mắt bọn họ, Thánh Điện như vậy khó mà chiến thắng. Chắc Điện Hạ bị ám sát, đã đánh tan tất cả điều này. Tại trong mắt mọi người, hơn nữa chuyện trọng yếu như thế, trong nháy mắt liền truyền khắp Thánh Vực, cái này hiển nhiên do chủ mưu phía sau đang thúc đẩy sóng lan. Ngay sau đó, mâu thuẫn giữa thánh điện và danh môn cũng trồi lên mặt nước, trở thành đề tài nóng nhất hiện nay. Tràng phong ba này chỉ vừa mới bắt đầu, mươi 899, thu sát viện, vân khởi bị giết, toàn bộ đội thân vệ diệt, bắc phong thủ thương, hạ lạc không rõ. Tiếng giết gào phẫn nộ vang vọng bên trong một chỗ trang viên tại Vân Gian Thành ở Thánh Châu. Thu thiên kình dâu tóc dựng ngược, phẫn nộ tới cực điểm, xung quanh nổi lên tầng tầng rung động trong suốt, không khí trong đại sảnh trở nên sao động bất an, sát cơ tràn ngập. Sắc mặt mọi người phía dưới cũng tràn đầy giận dữ, hai mắt răng đầy tơ máu. Thu ra chưa từng bị nhục nhã như vậy, không có lý do gì, vậy mà lại trực tiếp giết chết nhân vật trọng yếu của Thu ra, dù cho đối phương là thánh điện, là quang minh kỵ sĩ đoàn, chư tướng Thu ra cũng tuyệt đối vô pháp tiếp Thu. Thu Vân Khởi và Thu Bắc Phong đều là con trai dòng chính của Thu ra, đội thân vệ do Thu Bắc Phong chỉ huy tuy rằng quy mô chỉ có trăm người, nhưng mà sức chiến đấu cường hãn, có danh tiếng là Thu Chi Nha, trong các binh đoàn Thu Gia luôn nằm trong top 5. Tổn thất lớn lần này, Thu Gia đã thương gân động cốt. Tướng Mạo Thu Thiên Kình bình thường, nhưng mà khi sắc mặt lão tràn đầy giận dữ thì lại giống như hồ sư. Ánh mắt lão đảo qua chư tướng, con mắt lạnh lẽo như không có một tia nhiệt độ, bỗng nhiên nhếch miệng cười, giống như dã thú muốn chọn người cắn, hung hãn chi khí tàn sát bừa bãi. Từ lúc nào, Thu Gia chúng ta biến thành con dây nhỏ mà người khác muốn giết là giết. Chư tướng nghiêm nghị ngồi ngay ngắn, một tiếng cũng không dám thoát ra. Thu Thiên Kình hiểu rất rõ, vì sao mà Tô Phỉ động thủ, cũng rất rõ ràng chuyện mà Thu Gia đã âm thầm làm, nhưng mà thế thì sao? Ngay cả Thánh Điện cũng không dám công nhiên công bố Thu Gia có liên quan tới việc Điện Hạ bị ám sát, quang minh kỵ sĩ đoàn dám can đảm động thủ với Thu Gia, đó chính là dẫm đạp quy tắc. Tô Phỉ muốn giết người lập uy, đáng tiếc đã chọn sai đối tượng rồi, Thu Gia cũng không phải là bột nhão tùy người nhào nặn. Khóe miệng Thu Thiên Kình hiện lên một mặt cười nhạt. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên tiếng cảnh báo vang lên, có nhân viên bất minh đang tới gần bên này. Ánh mắt Thu Thiên Kình ngưng tụ, nụ cười trên mặt trở nên lạnh lẽo, nhìn đi, đây là thế giới mạnh được yếu thua, nếu như ngươi mềm yếu một chút liền sẽ bị nuốt đến ngay cả xương cốt đều không dư lại một cái. Dứt lời, lão sải bước đi ra phía ngoài, những chư tướng khác đồng thời đứng dậy, trầm mặc đi theo phía sau Thu Thiên Kình. Vân Gian Thành, bên trong thư phòng hào hoa xa xỉ, người trung niên nghe thấy tiếng cảnh báo thê lương không khỏi ngừng động tác trên tay, ngẩng đầu cảnh báo ở nơi nào. Một gã hộ vệ nghe vậy, vội vàng lao ra, sau một lát trở về bẩm báo là thu sát viện. Thu sát viện, con mắt người trung niên nhíu lại, đó là nơi đóng quân của thu gia thu sát binh đoàn, nghĩ đến tình báo mới nhất vừa mới xem xong, trong lòng người trung niên có chút bất an. Lẽ nào bọn họ thật đã đánh giá sai phản ứng của Thánh Điện? Tối hôm qua nơi đóng quân của Thu ra tại Bạch Tuyết Thành bị huyết tẩy, Thu Vân khởi bỏ mình, Thu Chi Nha toàn quân bị diệt, Thu Bắc Phong trọng thương chạy trốn, Hạ lạc bất minh. Hạ thủ chính là Quang Minh Kỵ Sĩ Đoàn, không có bất cứ lý do gì, không có bất cứ thông cáo gì, tập kích ngay trong đêm, trực tiếp chém giết. Nếu như không phải xác định xuất thủ chính là Quang Minh Kỵ Sĩ Đoàn, phản ứng đầu tiên của người trung niên là hoài nghi có người cố ý dở cho quỷ, bởi vì cái này tuyệt đối không phải phong cách của Thánh Điện. Tối hôm qua mới huyết tẩy nơi đóng quân của Thu ra tại Bạch Tuyết Thành, hiện tại lan tới Thu Sát Viện. Thủ đoạn của Thánh Điện càng ngày càng tàn nhẫn trong lòng hắn hiện lên một tia lo lắng, cái này hoàn toàn khác với bọn họ dự đoán. Danh môn bất mãn đối với thánh điện bắt đầu đã lâu, thánh điện tựa như một con quái thú, không ngừng bành trướng, không ngừng thôn vệ không gian sinh tồn của mọi người. Khi Quang Minh Châu vừa thành lập thì Thánh Điện lúc đó hoàn toàn không thể so sánh với Thánh Điện hiện tại. Năm xưa đã từng ước định Thánh Điện và danh môn cùng chỉ Quang Minh Châu, thế nhưng sự cường thế của Thánh Điện khiến những đỉnh cấp danh môn này liên tiếp bại lui nhất là thánh điện quang gia đòn sát thủ gọi là thừa nhận tư cách danh môn, một nhóm tiểu danh môn mới phát bắt đầu từ từ tạo thành uy hiếp đối với những đỉnh cấp danh môn này. Từng cái đỉnh cấp danh môn đã từng phong quang nhất thời kia không ngừng ngã xuống cũng khiến những đỉnh cấp danh môn nhãn hiệu lâu đời sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Bọn họ muốn cải biến tất cả điều này, thế nhưng sự thống trị của thánh điện vững như bàn thạch, không có chút kẽ hở nào. Đến tận lần này thánh trung đập vang, những đỉnh cấp danh môn này lập tức ý thức được, Cơ hội mà bọn họ hy vọng từ lâu cuối cùng đã xuất hiện rồi. Hắn ổn định tâm thần, hắn không tin thánh điện có dũng khí ngọc thạch câu phần. Quang Minh Châu là quang minh châu của thánh điện, dù cho bọn họ từ trên tay thánh điện cướp về một ít lợi ích cũng vẫn không cải biến được một điểm này. Nói tiếp, thánh điện chỉ còn lại có quang minh kỵ sĩ đoàn còn tưởng rằng mình là trước đây sao? Thu sát viện là nơi thu sát binh đoàn đóng quân, là binh đoàn cường đại nhất của Thu gia, còn lâu đội thân vệ của Thu Bắc Phong có thể so bằng thánh điện muốn dùng thu ra để chấn nhiếp mọi người thu thiên kình là kẻ tính cách cương liệt tuyệt đối sẽ không quỳ gối đầu hàng trái lại là một trận trò hay trong lòng người trung niên chuyển động thánh điện hiện tại cũng chỉ có một đội quang minh kỵ sĩ đoàn nếu như thu sát binh đoàn bất chấp tất cả mà báo thù lưỡng bại câu thương không dù cho chỉ có thể khiến quang minh kỵ sĩ đoàn bị một chút tổn thương tình cảnh của thánh điện cũng sẽ trở nên gian nan hơn rất nhiều thu thiên kình nhất định đừng để mình thất vọng a à. Thu sát viện là nơi đóng quân của thu sát binh đoàn, nhưng mà nơi này là Thánh Châu, ngoại trừ Thánh Điện, không có ai có thể kiến tạo cứ điểm tại nơi đây. Thu sát viện vốn chỉ là một cái trang viên phổ thông, thu ra dựa trên cơ sở đó thêm chút cải tạo, tỉ như gia tăng một ít vị trí phòng ngự và cảnh giới. Thu Thiên Kình đi lên vị trí cảnh giới cao nhất, ánh mắt hướng ra ngoài trang viên. Vừa tìm kiếm liền thấy một cái thương thuyền không có tiêu ký bỏ neo tại cách thu sát viện ước chừng khoảng 3 cây em, thuyền không lớn, nhìn qua rất phổ thông. Thu Thiên Kình hơi hơi nhíu mày, trong lòng có cảm giác quái dị, lão không biết chỗ nào kỳ quái, nhưng mà lại cảm thấy có điểm nào đó không thích hợp. Thương thuyền mở cửa khoang thuyền, bên trong đen mù mờ, chẳng cái gì rõ ràng lắm, mọi người của Thu sát binh đoàn không khỏi nín thở ngưng thần, chừng lớn con mắt. Ta đi đây, đường thiên ưỡn ngực, vẻ mặt hùng dũng ngoài vệ nói với thiên huệ. Cẩn thận, đừng cậy mạnh, thiên huệ ôn nhu nói. Ngọt, quá ngọt rồi, so với mật còn ngọt hơn nhiều. Vẻ mặt đường thiên say xưa, không, tâm thần đều say, ở trong lòng hắn trùng lập cảm khái tán thán, trong sách nói không sai chút nào, anh hùng khó qua ải mỹ nhân A, à, anh hùng khó qua ải mỹ nhân A. À. Ai nha, không qua được thì không qua được, tư mã tiếu thực sự nhìn chịu không nổi, ho nhẹ một tiếng, các ngươi có thể để đánh xong rồi thân thiết. Nhìn thấy trên mặt thiên huệ hiện về đỏ ửng đường thiên làm bộ làm tịch phất phất tay, kêu lên, xuất phát. San bằng thu sát viện, rước lời nhảy ra khỏi cửa khoang thuyền, một đám người gào thét kêu gọi, tựa như bầy sói đói, cùng nhau nhảy ra cửa khoang thuyền. Ly khai thương thuyền một khoảng cách, đường thiên cảm thấy thiên huệ không nghe được, ho nhẹ một tiếng, có biết vì sao ta không đánh lén không? Địch nhân phòng bị xâm nghiêm, những lời này lên đến cổ họng, phù chính chi cưỡng ép nuốt trở vào, thay đổi ý nghĩ bèn hỏi ý của lão đại là. Đánh lén có gì thú vị? Sao có thể thể hiện sự lợi hại của chúng ta? Đường thiên vung tay lên, trận chiến hôm nay, không những phải thắng, còn phải thắng cho xinh đẹp, thể hiện oai phong của chúng ta, thể hiện khí thế của chúng ta. Lời cảnh cáo ta nói trước, nếu như ta phát hiện người nào lười biếng, phát huy không tốt, để ta mất mặt với Thiên Huệ thì chúng ta cần phải uống trà thơm với nhau, tỉ như huấn luyện, ha 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 ha. Liên tiếp cười nhà kèm hai chữ huấn luyện có thể so với địa ngục khiến mọi người trong lòng run rẩy. Lão đại yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để lão đại ngài mất mặt trước mặt lão bản nương. Cát Trạch vội vàng vỗ ngực đảm bảo đường thiên phi thường thỏa mãn tiểu trạch trạch không tệ tới mọi người có chủ ý gì cần phát ra oai phong phù chính chi vừa nghe thế không được a à, sao có thể để cát trạch vượt mặt lão vội vàng giống giận mọi người đều xuất ra chút tinh khí thần tất cả cần ngẩng đầu ưỡn ngực khí phách phải khí phách một chút tiểu ngũ biểu tình phải hung dữ độc địa hơn chút đường thiên liên tục gật đầu đúng 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 lập tức cát trạch phản đối cao thủ chân chính đều là như lửng thưởng sân vắng bình thản ung dung không giữ độc địa khí phách gì gì đó quá hao sức, không thể hiện được phong phạm cao thủ của chúng ta. Đường thiên rất tán đồng, có đạo lý có đạo lý. Binh lính, Thu Thiên Kình nhìn khoảng trăm người từ trên thương thuyền đi xuống, trên nhân số thực là phi thường trùng khớp với quang minh kỵ sĩ đoàn, chỉ là Thu Thiên Kình vừa rồi còn đằng đằng sát khí lúc này liền trao mày, trong lòng cảm thấy rất kỳ quặc. Cái nhóm người này đều đeo mặt nạ, nhìn không thấy mặt, thế nhưng tư thế mỗi người sao lại quái dị như vậy còn cả khí chất để lộ ra kia càng xem thu thiên kình càng cảm thấy như là một đám côn đồ thu bảo hộ phí trên đường phố chẳng lẽ là cố ý tỏ ra yếu thu thiên kình nhanh chóng lắc đầu đội hình của đối phương tản mạn đến mức rối tinh rối mù ngay cả trình độ nghiệp dư cũng không bằng quang minh kỵ sĩ đoàn ngụy trang thế nào cũng tuyệt đối vô pháp ngụy trang thành tình trạng này trong lòng thu thiên kình nghi hoặc càng ngày càng trọng cái này rốt cuộc là đám người nào tiểu man và a tín ở trên thương thuyền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thần trang binh đoàn hoàn toàn không thành trận hình nào. Bọn họ thật, có sức chiến đấu sao? Tiểu man hạ giọng, giọng điệu rất quái rất, A tín rất không xác định có phải là cố ý bố trí mê trận hay không. Hai người đều là võ tướng, chỉ huy tác chiến là việc bọn hắn rất am hiểu, vừa nhìn liền nhìn ra đám đường thiên không theo bất cứ đội hình gì, chính là một nắm cắt rời. Cái này là điều tối kỵ khi binh đoàn tác chiến, chúng ta chuẩn bị cứu viện cho tốt là được. Tiểu man bĩu môi, Phù chính chi cắt chạy ở trong ấn tượng của nàng chính là hai tên nịnh nọt, nịnh bợ tân bốc đường thiên còn chưa đủ, còn điên cuồng tới tân bốc nịnh bợ tiểu thư. Nàng lườm A tín một cái, khó trách bọn họ có thể hòa mình cùng cái thằng gia hỏa này, cá mè một lứa. A tín rất tán đồng vật đầu, hoàn toàn không biết mình nằm cũng trúng đạn. Hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang đi tới trước cánh cổng phong cách cổ xưa của thu sát viện, đường thiên có phần kích động. Đây chính là lần đầu tiên mình thể hiện ở trước mặt thiên huệ A, vừa nghĩ đến thời khắc có ý nghĩa lịch sử như thế, thần thiếu niên cảm thấy toàn thân có sức lực sử dụng không hết. Đường thiên khí phách tuyệt luân vung tay phải lên, rất tốt áp trận cho ta. Lão đại uy vũ, mọi người ầm ầm đồng ý, tản đội ngũ, kéo tay kéo áo, sách đao, cầm kiếm, nhổ nước bọt khiêng trùy, chỉ hận thiếu chút chạm hổ xăm rồng, cởi chân ẩu đả khiêu chiến. Thu thiên kình trợn tròn mắt, lão trải qua chiến tranh to to nhỏ nhỏ đếm không hết, lần đầu tiên trông thấy trường hợp như vậy người trung niên vừa mới chạy tới cũng trợn tròn mắt trong đầu chỉ có một câu nói cái này là cái quỷ gì vậy ở trên thương thuyền tiểu man trợn tròn mắt nàng đánh giết từ trong núi xác biển thi đi ra vạn năm hồn phách bất diệt lúc này ánh mắt đăm đăm ngơ ngác nhìn đường thiên hai mắt a à tín tỏa sáng buột miệng khen quả thực quá ngầu phỏng chừng các ngươi không biết đầu hàng tiếng kêu của đường thiên đang vang vọng nhưng mà mọi người vẫn chưa từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần trong một mảnh tĩnh nghịch dị thường rõ ràng Ta đây tới rồi." Đường Thiên gào lên, trầm eo lập mã, ở trong vô số ánh mắt ngạc nhiên năm năm dại ra, cánh tay phải hơi hơi vung lên, thu vào bên cạnh thân. Hai mắt hiện lên một đạo hàn quang, năm ngón tay xòe ra ba rồi hợp lại thành quyền. Dị biến chợt sinh, chương 900, đối chọi Thu Sát. Nhìn cái cổng lớn phía trước Thu Sát viện, Đường Thiên ổn định sự kích động trong lòng, không cần phải bất cứ lời động viên gì cả, ý chí chiến đấu trong cơ thể sục sôi đến mức muốn dâng trào ra a. Thiên Huệ ta trở nên rất lợi hại rồi a à. Thiên Huệ, luôn chờ nàng nhìn thực lực ta như thế a à. Thiên Huệ, cuối cùng chờ đến ngày này rồi. Hắn bỗng dưng nắm chặt nắm đấm, ba, một tiếng giòn vang, giống như thủy tinh vỡ nát, mãnh hổ ra khỏi lồng, khí thế kinh người lấy đường thiên làm trung tâm ẩm ẩm phóng lên cao. Đầu đường thiên hơi hơi cúi thấp, khuôn mặt mang mặt nạ giấu ở trong bóng tối, chỉ có cặp con mắt kia tinh quang tăng vọt, giống như thái dương đâm phá bóng tối. Tư tư tư, từng đạo tia sáng màu sắc khác nhau, như tia chớp màu sắc rực rỡ quấn quanh nắm đấm hắn. Trên thương thuyền, Thiên Huệ tròn mắt, tay nhỏ bé che cái miệng nhỏ đỏ sẫm, khuôn mặt hoảng sợ. Vẻ xem thường trên mặt tiểu man đột nhiên động lại, buột miệng nói ra, đó là cái gì? Biểu tình của A Tín không có khác biệt, nhưng mà khiếp sợ nhất là Thu Thiên Kình, lão không biết những tia sáng như tia chớp màu sắc rực rỡ kia là cái gì, nhưng mà cảm giác nguy hiểm cường liệt đến mức khiến người ta hít thở không thông bao phủ toàn thân lão tựa như lão nằm ở phía dưới chát đao hàn quang lòe lòe mũi đao băng lãnh rán sát cổ lão lông tóc toàn thân dựng thẳng lão thân kinh bách chiến vô số lần tìm sống trong chết rất quen với khí tức tử vong khí tức tử vong luôn luôn khiến người rung động tâm thần như thế a à. lão biết rõ lúc này e sợ không thể mang đến bất cứ trợ giúp gì lão đè nén chấn định tâm thần hít sâu một hơi thốt lên năng lượng cháo binh sĩ của thu sát binh đoàn như ở trong mộng chờ tỉnh điên cuồng tập hợp từng đoàn quang mang hiện lên, đỉnh đầu bọn họ hiện lên quầng sáng mỏng manh, tựa như cái chén bằng ánh sáng úp xuống thu sát việt. Không cần thu thiên kình phân phó, binh lính đang tại duy trì liên tục, không ngừng làm dày thêm năng lượng cháo, từ đây cũng có thể thấy thu sát binh đoàn huấn luyện có tố chất, kinh nghiệm phong phú. Thu thiên kình biết rõ với năng lực phòng ngự ít đến thương cảm của bản thân thu sát việt, khẳng định vô pháp chống lại một kích long trời lở đất này của đối phương. Nhìn năng lượng cháo vào không ngừng trở nên ngưng thực, trong lòng Thu Thiên Kình khẽ buông lỏng một hơi, bất an hơi giảm. Năng lượng cháo do Thu sát binh đoàn toàn lực thi triển ra, có thể chịu đựng chiến hạm oanh kích. Sự chú ý của lão cũng cuối cùng lại lần nữa rơi vào trên người đường thiên, lão nhìn thấy một màn kinh người. Nắm đấm của đường thiên đã hoàn toàn không nhìn thấy những tia sáng giống như tia chất màu sắc rực rỡ kia, lúc này, nắm đấm của hắn chính là một mặt trời rực sáng. Từng đạo năng lượng, như mưa tên chảm phá thiên không, chúng nó ma sát không khí sinh ra từng vệt ánh sáng chúng nó từ bốn phương tám hướng tụ tập như là người được mùi con mồi điên cuồng mà tràn tới nắm đấm của đường thiên quang mang trói mắt chiếu sáng làm nửa người đường thiên sáng như tuyết nhưng mà nửa bên kia thì hắc ám thâm thúy thu thiên kình vừa rồi bởi vì năng lượng cháo mà thả lỏng một chút đột nhiên lại lần nữa trở nên căng thẳng nó co rụt lại quang cầu lấp lóe tản ra quang mang kinh người khiến lão cảm thấy vô cùng lo sợ vì sao mình lại có cảm giác như đối diện chiến hạm cấp hoàng kim lực lượng cá nhân sao có thể đạt đến tình trạng kinh khủng như thế bàn tay thu thiên kình nắm trên lan can đang run nhẹ nhẹ lão đại quả nhiên không hổ là lão đại ánh mắt cát trạch sáng lên nhịn không được khen tại lúc bọn họ còn đang tại thích ứng với thánh vực đường thiên đã tìm kiếm đột phá mới cát trạch vừa nhìn liền nhận ra cái này là thần quyền thần quyền là thức mở đầu của thức tỉnh thần trang bọn họ đã vô cùng quen thuộc nhưng mà thần quyền ở trước mắt lại hoàn toàn khác với trước đây pháp tác hoàn toàn chôn vùi trong năng lượng đang dâng trào như biển rộng, không một ai nhận thấy nó tồn tại. Số lượng năng lượng kinh người trải qua không ngừng áp xúc, sự dao động của nó cũng đang không ngừng biến hóa. Dao động trở nên càng ngày càng yếu ớt, nhưng mà cảm giác khiến người khiếp đảm lại càng ngày càng mãnh liệt. 3. quang đoàn trên hữu quyền đường thiên rồi đột nhiên đình chỉ nhảy lên, lòng mọi người giống như bị một đôi tay vô hình kích thích, trong lòng run lên. Toàn bộ quá trình dài rằng dặc như trải qua vô số năm tháng, thực tế lại chỉ trong nháy mắt. Tại lúc mọi người cho rằng đường thiên sẽ một quyền rội ra thì một nét tươi cười nhẹ không thể xét chợt thoáng hiện lên trên khóe miệng đường thiên rồi biến mất, không ai có thể kịp nhìn thấy, nắm đấm bên trong quang đoàn, đã xòe ra. Pháp tắc tuyến như sợi tóc bị nhuộm thành màu ám kim, hiện lên tại bàn tay đường thiên, đường thiên tựa như đeo một cái găng tay màu ám kim do kim tuyến đan bệnh thành. Quang đoàn vốn đang rực sáng đột nhiên ảm đạm, năng lượng bị áp xúc đến cực hạn tựa như dịch thể chảy dọc theo bàn tay đường thiên, bao vây lấy bàn tay hắn. Thu thiên kình ngơ ngác mà nhìn bàn tay đường thiên, lão chưa từng gặp công kích cổ quái quỷ dị như thế. Nhưng càng là như thế, trong lòng lão càng hiện lên nỗi bất an mạnh mẽ. Đối với một vị võ tướng mà nói, lập tức phải đối diện một loại công kích mình chưa từng gặp, là như lâm đại địch cũng không khoa trương chút nào. Duy nhất khiến Thu Thiên Kình cảm thấy có chút an tâm, là năng lượng cháo dày đặc công kích của đối phương tuy rằng nhìn qua có chút quỷ dị nhưng mà thời gian chuẩn bị quá dài thời gian dài như thế cũng đủ cho năng lượng cháo của thu sát binh đoàn cường hóa đến điểm tối cao vô luận đối phương công kích như thế nào nhưng mà năng lượng cháo cường đại luôn luôn có thể phát huy tác dụng cái này là kinh nghiệm thu thiên kình tổng kết ra qua vô số chàng chiến đấu bàn tay duỗi ra so với vừa rồi rực sáng như thái dương quang mang tỏa ra hiện tại chỉ có thể tính lại yếu ớt cái cảm giác này là hoàn toàn khác biệt vừa rồi quang đoàn rừng rực bá đạo khiến người không chút nghi ngờ uy lực khi nó nổ tung nhưng mà hiện tại cái bàn tay chỉ tỏa ra ánh sáng nhạt này lại có một loại ma lực khó mà hình dung không tự chủ hấp dẫn tâm thần mọi người nói thế nào cũng không chuyển rời được ánh mắt nó là yêu dị mà mê người như thế tại lúc mọi người bị nó vững vàng hấp dẫn bàn tay tỏa ra ánh sáng nhạt giống như bằng bạch ngọc tại trong không trung nhẹ nhàng chém ra không có nửa điểm khói lửa đông bị bắn chúng khiến toái mang bay ngang năng lượng cháo giống như thực chất rung lên mặt đất dưới chân rung lên tựa như dưới nền đất có một mặt trống bị gõ mạnh một cái tiếng đánh trầm thấp đáng sợ khiến trong lòng mỗi người chấn động mãnh liệt cái lỗ tai ong ong ai cũng không ngơ một chảm mềm nhẹ như vậy lại sinh ra hiệu quả dữ dằn như thế thân thể thu thiên kình run lên sắc mặt đại biến trong mắt toàn là hoảng sợ sao có thể năng lượng cháo của thu sát viện tại dưới một kích này vậy mà lại có dấu hiệu tán loạn đường thiên không nhìn cái bàn tay yêu dị như ngọc kia lại vung lên lần nữa khinh phiêu phiêu lại là một chảm đông muộn âm làm người rung động khiến cho trong lòng mọi người lại là chấn động ổn định năng lượng cháo thu thiên kình đứng không vững cao giọng giống giận trong tiếng hắn hô hoán sen lẫn một tia rung động nhẹ không thể xét trong mắt đường thiên hiện lên hàn quang bàn tay vung lên chém liên tục vào không trung thùng 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 rung động dày đặc làm người ta đứng không vững từng chùm toái mang giống như vụn gỗ bay ngang người người nhìn thấy mà trong lòng ứa ra hàn khí, năng lượng cháo dày đặc kịch liệt rung động như một bọt khí lớn phiêu diêu trong gió, lúc nào cũng có thể vỡ tan. Mặt nạ sắt màu đen lãnh khốc vô tình, ánh mắt đường thiên đạm mạc. Đông, một tiếng tiếng nổ càng thêm rung động nhân tâm hơn toàn bộ thanh âm vừa rồi. Không khí sóng gợn mắt thường có thể thấy, quái mang hỗn loạn khắp trời, tựa như một trận gió bão cuộn bao toàn bộ thu sát viện. Cổng thu sát viện hóa thành vụn gỗ khắp bầu trời, theo khí lưu tản ra sàn khu cảnh giới dưới chân thu thiên kình như bằng giấy vỡ tan bay khắp mọi nơi lão phản ứng cực nhanh trong nháy mắt sụp đổ liền bay ra ngoài vững vàng hạ xuống khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi trong mắt lão chỉ còn lại có kinh hãi sao có thể thực lực của một người sao có thể cường đến loại tình trạng này thu thiên kình biết rõ ở cái thiên lộ thần bí kia là tôn sùng thực lực cá nhân thế nhưng cường giả nơi đó cũng tuyệt đối vô pháp chống lại binh đoàn bằng vào lực bản thân phá hủy năng lượng cháo do thu sát binh đoàn toàn lực thi triển, nói cách khác một kích vừa rồi kia, uy lực đã hơn cả công kích của chiến hạm phổ thông. Trên đời sao lại có người lợi hại như vậy? Không phải quang minh kỵ sĩ đoàn, thu thiên kình và quang minh kỵ sĩ từng gặp gỡ, sức chiến đấu quang minh kỵ sĩ kinh người, nhưng mà tuyệt đối vô pháp làm được loại tình trạng đáng sợ này. Tô phỉ, chẳng lẽ là tô phỉ, toàn bộ quang minh kỵ sĩ đoàn, duy nhất có khả năng đến mức cường đại như thế, chỉ có một người, tô phỉ, thu thiên kình biết không phải tuy rằng trên mặt đối phương có mặt nạ nhưng mà lão còn là có thể vừa nhìn liền phân biệt được đối phương là nam nhân người rốt cuộc là ai thu thiên kình lớn tiếng quát ánh mắt lão gắt gao nhìn chằm chằm đối phương trong lòng lão xoay chuyển vô số ý nghĩ người lợi hại như vậy chưa từng nghe nói qua tựa như từ trong tảng đá nhảy đi ra thu thiên kình biết rõ cái này là không có khả năng tuyệt thế cao thủ như thế tuyệt không phải một ngày có thể dưỡng thành tất nhiên phải tôi luyện qua vô số chiến đấu mới có thể từng bước một lột xác, cường giả chưa từng có ai may mắn. Chẳng lẽ là vũ khí bí mật của thánh điện, trong lòng lão chợt động, ngươi không cần phải biết rõ. Đường thiên trả lời không mang theo chút cảm tình nào, đạm mạc vô cùng. Một chiêu này trên thực tế là biến chiêu từ thức tỉnh thần trang, tâm tình tâm tính của hắn trong bất chi bất giác chịu ảnh hưởng từ thức tỉnh thần trang. Hắn bước, không nôn nóng không chậm chạp hướng đến thu sát viện. Hữu trưởng lướt nhẹ vô lực mà chém về phía thu sát viện. Không có quang mang chói mắt, không có tiếng giết nhiếp tâm hồn người, trong lòng Thu Thiên Kình chợt giật, khóe mắt muốn nứt cẩn thận. Phốc, tường vây thu sát viện dùng hắc nham thạch cứng như sắt thép xây thành lại tựa như bị một cây đao chém ngang, nửa đoạn tiêu thất. Mấy tên binh sĩ gần tường vây không kịp phản ứng, bị chặt đứt ngang. Thu Thiên Kình nổi giận gầm lên một tiếng, lão cuối cùng vất e sợ trong lòng lại đằng sau, tức giận giết gào thu phong sát. Binh lính cùng kêu lên giận dữ, quanh thân bọn họ tăng vọt quang mang, năng lượng quang điểm màu trắng, tựa như đom đóm bay lên thiên không. Chúng nó không ngừng hòa tan, lớn mạnh, hóa thành từng phiến lá ánh sáng. Kỳ lạ chính là, những quang diệp này tuy rằng là do quang minh năng lượng cấu thành, nhưng không có chút sinh cơ nào, trái lại tỏ ra khí thức điêu linh héo rũ không thể nói ra. Gió hưu quạnh mang theo sát phạt chi ý chờ thuốc tới, quang diệp khắp bầu trời cũng bay lượn theo gió. Giống như cuối mùa thu, đứng ở rừng cây lá rụng bay tán loạn, gió thu cuồn cuộn cuốn lá rụng lên, thu ý tiêu điều biểu hiện ra hết bước chân đường thiên không ngừng, hữu trưởng lại chém. Mấy chục phiến khô diệp bay lượn rồi đột nhiên sáng lên, phút chốc đồng thời biến mất. Bỗng nhiên, ở phía trước đường thiên, một vệt đao mang định tại giữa không trung, thân đao dính đầy quang diệp. Thân đao đột nhiên phóng ra quang mang, nhưng mà trong nháy mắt lại ảm đạp, linh khí mất hết. Tựa như một thanh đao dỉ xét dính đầy khô diệp, trong không trung bị dỉ xét ăn mòn tiêu tán. Con mắt đường thiên sáng lên quang mang dị dạng, chương 901, vì cái gì? một thu phong sát hay a à, con mắt đường thiên sáng ngời chiêu thu phong sát này khí tức biến hóa phong phú tinh tế như thế có thể nói kinh diễm ở trong mắt hắn năng lượng bên trong thu sát việt hợp thành một khối tràn ngập khí tức điêu linh tiêu điều khí tức điêu linh tiêu điều như xương mỏng kia tựa như có thể thâm nhập vào trong lòng người tựa như đường thiên đặt mình tại trong gió thu vạn thụ điêu linh là khô bay loạn cơn lạnh lãng đáng theo gió thấm vào trong xương cốt khiến người ta không khỏi run lên lần đầu tiên đường thiên gặp công kích như vậy, còn là sát chiêu binh đoàn. Nhưng mà không biết vì sao, hắn mơ hồ có giác quen thuộc, giống như đã gặp ở chỗ nào rồi. Hắn biết rõ mình kỳ thực chưa từng gặp, sát chiêu binh đoàn kinh diễm như thế, nếu hắn đã gặp rồi, tuyệt đối không quên. Sát chiêu binh đoàn cấp hoàng kim, hơn nữa là sát chiêu binh đoàn cấp hoàng kim phi thường hiếm hoi. So với kiếm quang ai minh khúc mà đường thiên đã từng trải thì thu phong sát cường đại hơn nhiều. Bỗng nhiên con người co rụt lại, pháp tắc không sai, cái này là vị đạo của pháp tắc. Lúc này đường thiên mới bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào mình mơ hồ có cảm giác quen thuộc. Pháp tắc, dưới trạng thái thức tỉnh thần trang, đường thiên dị thường mẫn cảm đối với pháp tắc. Lúc này tuy rằng không phải hoàn toàn ở trạng thái thức tỉnh thần trang nhưng vẫn nhạy cảm người ra khí thức pháp tắc. Sát chiêu binh đoàn ẩn chứa pháp tắc, lần đầu tiên đường thiên trông thấy. Tại nơi năng lượng dư thừa như thánh vực, pháp tắc bị vùi lấp ở phía dưới năng lượng, độ khó lĩnh ngộ pháp tắc rất cao, vượt xa tội vực và thiên lộ. Cái này cũng là vì sao mà Đường Thiên tại Thánh vực chưa từng gặp gỡ ai lĩnh ngộ pháp tắc. Thì ra là thế, con mắt Đường Thiên hơi hơi lóe sáng quang mang, Thánh vực sở dĩ không có ai lĩnh ngộ pháp tắc, ngoại trừ độ khó cao ra, một nguyên nhân khác là phương thức chiến đấu của Thánh vực chế định theo binh đoàn. Phương thức bọn họ lĩnh ngộ pháp tắc cùng với lý giải của mình có sai lệch, võ tướng Thánh vực tuy rằng vô pháp một mình lĩnh ngộ pháp tắc, vẫn có thể dùng phương thức độc hữu của bọn họ để đạt được một điểm này. Cộng minh Cộng Minh trong kiếm quang ai minh khúc là cộng minh năng lượng, Thu Phong sát hơn hẳn một bước, thông qua năng lượng cộng minh mà khiến cho pháp tắc tuyến dao động, làm cho nó gia nhập vào trong cộng minh. Năng lượng tựa như nước biển, pháp tắc tuyến thì như thủy thảo đáy biển. Nói chung, trên mặt biển sóng cuộn trào mãnh liệt, đáy biển sâu vẫn là một mảnh yên tĩnh. Kiếm quang ai minh khúc thể hiện như thế, nhìn như sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, lại chỉ nổi ở mặt ngoài. Thu Phong sát cộng minh thoạt nhìn không có thanh thế kinh người như kiếm quang ai minh khúc lại đưa dao động truyền đến đáy biển khiến pháp tắc tuyến giống như thủy thảo cùng đung đưa thực sự là vui mừng bất ngờ a à? có thể bắt gặp sát chiêu binh đoàn lợi hại như thế chiến ý đường thiên vốn có đã vang dội trở nên càng thêm nóng cháy hắn tập trung chú ý lên cơ thể cảm giác thật kỳ quái khác hẳn với trạng thái thức tỉnh thần trang đường thiên cảm thấy thân thể của mình như một đám lửa nhưng mà cái đầu hắn lại là một khối băng trong đầu xoay chuyển vô số ý niệm động tác trên tay đường thiên không dừng lại chút nào hắn không nhanh không chậm đi về phía thu sát viện hữu trưởng như ngọc không ngừng chém liên lịa tốc độ chém càng lúc càng nhanh lá khô bay lượn trên bầu trời không có chút dấu hiệu nào giảm đi trưởng mang vừa tới gần thu sát viện liền sẽ bị lá khô vô thanh bay tới quấn lên tan thành mây khói tâm tình thu thiên kình được thả lỏng không ít thu phong sát lúc nào cũng khiến người ta yên tâm cười lão tự diếu nhìn lại vừa rồi mình thực sự bị đối phương chấn nhiếp vậy mà trong tiềm thức lại cho rằng thu phong sát cũng không thể tạo thành uy hiếp đối với địch nhân Thực lực của đối phương phi thường cường hãn, là cường giả có thực lực cá nhân mạnh nhất mà Thu Thiên Kình từng đối chiến. Nhưng mà đối phương quá sơ suất, vậy mà lại định một mình đối chọi cả binh đoàn thu sát. Trong mắt Thu Thiên Kình hiện lên một tia tàn khốc, lão tiến nhập trạng thái chiến đấu, toàn bộ tạp niệm vứt hết ra ngoài, ánh mắt lão trở nên lãnh khốc. Có gió thu sao thiếu được mưa thu, Thu Thiên Kình buông bỏ toàn bộ tâm tư, thoát khỏi toàn bộ âm mưu, sức chú ý của lão tập trung chưa từng có, hiện tại lão chỉ là một gã võ tướng thuần ví trong mắt lão chỉ có chiến đấu phía trước đây là người mạnh nhất lão gặp phải đối phương về phương diện thực lực cá nhân đã vượt qua nhận biết của lão những cường giả lấy thực lực cá nhân mà nổi danh kia thậm chí ngay cả vị lão đại trong truyền thuyết của nam minh kia cũng tuyệt đối không lợi hại như người ở trước mắt này tựa như đường thiên trông thấy thu phong sát của thu thiên kình như thấy thứ mình thích thu thiên kình cũng giống như thế trước nay chưa từng gặp đối thủ kích động chiến ý trước nay chưa từng có trong lòng lão thu phong thu vũ sầu sát nhân tiếng quát cao vút của thu thiên kình vang vọng khắp thu sát viện lạch cạch lạch cạch hạt mưa lớn chút xuống đường thiên không dừng mỗi một giọt hạt mưa đều ẩn chứa năng lượng đã được áp xúc thoạt nhìn tốc độ không nhanh nhưng mà uy lực cực lớn lấy thân thể biến thái của đường thiên khi hạt mưa đánh vào cơ thể cũng cảm thấy đau đớn mỗi một giọt mưa ẩn chứa thu sát chi ý lặng lẽ thấm nhập vào trong cơ thể đường thiên đường thiên hơi hơi động dung loại biến hóa này có thể nói ngoài dự đoán mọi người Người bình thường thường sẽ kích hoạt năng lượng bên trong hạt mưa cho nổ, dùng để trực tiếp công kích. Nhưng mà Thu Thiên Kình không làm như vậy, mà là đem Thu Sát chi ý giấu ở trong năng lượng, tại khi hạt mưa năng lượng xung kích lên phòng ngự của địch nhân thì lặng lẽ thấm nhập vào bên trong thân thể địch nhân. Thu Sát chi ý rót vào trong cơ thể, lập tức Đường Thiên nhận thấy tâm thần mình vận chuyển có chút ngưng trệ, trong lòng không khỏi dùng mình. Tâm tình lưu ly quang mang đại thịnh, đồng thời bất tử kiếm trong cơ thể bỗng dưng ông minh giống giận giống như hồ sư khiến thu sát chi ý rót vào trong cơ thể đường thiên lập tức tan thành mây khói thu sát chi ý vậy mà lại còn có thể dùng như vậy con mắt đường thiên lại lần nữa sáng ngời nếu không phải phương thức chiến đấu của đường thiên hoàn toàn bất đồng với cường giả thánh vực trực giác lại nhạy cảm vô song chiêu gió thu mưa thu sầu sát nhân này đúng thật có khả năng bất chi bất giác chơi hắn một vố cảm thụ được bất tử kiếm trong cơ thể dục dịch muốn động đường thiên không chút do dự gọi bất tử kiếm ra một thanh kiếm thanh đồng phủ đầy vết dạn xuất hiện ở trong tay đường thiên, con mắt hắn đột nhiên biến thành màu thanh đồng, mơ hồ có thể thấy ấn ký thập tự. Hùng hồn bi tráng chi khí phóng lên cao, không khí xung quanh nổi lên tầng tầng rung động. Hạt mưa đánh vào người đường thiên, hắn chẳng có cảm giác gì nữa. Gió thu mưa thu trở thành phông nền tốt nhất cho hắn, càng tăng thêm mấy phần bi tráng. Đó là cái gì? Con mắt thu thiên kình bỗng dưng trợn tròn, trợn mắt nhìn chòng chọc cây kiếm thanh đồng trong tay đường thiên. Ngọc thủ yêu dị, kiếm thanh đồng nứt vỡ phong cách cổ xưa, tạo thành thế tương phản cực lớn cho thị giác. Làm cho lão cảm thấy khiếp đảm tâm thần dao động hơn nữa chính là luồng bi tráng chi khí kia, lão phảng phất nhìn thấy vô số thân ảnh đánh về phía địch nhân như thể vì việc nghĩa không trùn bước, không cầu giết địch, chỉ cầu cùng cháy. Binh đoàn, đây là một thanh binh khí mang theo dấu ấn binh đoàn. Trên đời này sao lại có khả năng có binh khí như vậy? Cái binh đoàn dạng gì nguyện ý dùng cái chết của bọn họ để đúc ra binh khí đáng sợ như vậy? Một thanh binh khí có được dấu ấn binh đoàn xuất hiện trong tay một võ giả đơn đả độc đấu, thực sự là lãng phí A. Kinh hãi, không thể tin tưởng, còn có một tia mong mỏi, rất nhiều tiếc hận, nhưng mà nhiều nhất lại là sợ hãi, sợ hãi đối với tử vong. Khi đối diện tình thế cái gia hỏa kia chậm rãi dương kiếm thanh đồng trong tay lên, lông tóc toàn thân thu thiên kình dựng thẳng, tựa như bị một con giã thú hung mãnh nhìn chăm chú. Lão biết rõ cảm giác này, cái này thuyết minh kế tiếp là nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Thu, 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 gân xanh thu thiên kình lộ hết, tê tâm liệt phế giống giận. Binh sĩ xung quanh lão cũng trở nên điên cuồng, đồng thanh hét lớn, sát. Sát, sát, hạt mưa đang bao phủ đường thiên bỗng nhiên tiêu thất, giống như có một cái tay vô hình thu nạp lấy những hạt mưa này, hạt mưa tụ tập thành cơn lũ, ẩm ẩm quán nhập vào thu sát viện. Lá khô bay lượn không nhanh, tựa như bầy cá thong rong trong hồng thủy, nhưng mà chúng nó đang lặng lẽ héo rũ. Người trung niên bàng quan ở xa xa sắc mặt đại biến, gã biết rõ, Thu Thiên Kình sắp liều mạng. Trên thương thuyền, A Tín ngơ ngác mà nhìn thanh kiếm thanh đồng phủ đầy vết dạn trên tay đường thiên, thân thể hắn run lên nhẹ nhẹ. Tiểu man đứng ở bên cạnh lập tức hỏi, ngươi làm sao vậy? Nàng đã sớm nhận thấy tình thế không thích hợp, từ khi đường thiên gọi thanh kiếm này ra A Tín liền giống như bị dính định thân pháp. Nàng biết rõ rằng A Tín tuy bình thường rất không nề nếp, miệng lưới còn có phần ba hoa, nhưng mà nội tâm tuyệt đối lãnh tính, tự tin mà lãnh tính, tâm lý tố chất tốt hơn nàng nhiều. Sắc mặt A à Tín tái nhợt, thân thể hắn run lên dữ dội hơn. Chân hắn đang run, ngón tay đang run, môi cũng run rẩy, duy độc con mắt nhìn chằm chằm thanh kiếm thanh đồng kia, hắn tựa như không nghe thấy tiểu man đang nói. Khí tức của chiến hữu, khí tức của tử vong, khí tức của Ngủ Yên Chi Hải, hắn đại khái đoán được lai lịch của thanh kiếm này, nhưng mà, vì cái gì mà không cam lòng như thế, vì cái gì mà bi phẫn như thế, vì cái gì mà mình lại muốn khóc, Ngủ Yên Chi Hải đã phát sinh cái gì? các tiền bối, các huynh đệ, các ngươi vì cái gì mà không yên giấc? Vì cái gì, thân thể A Tín run rẩy, đúng vậy, hắn chưa từng run rẩy rung động như hiện tại vậy, dù cho là trận chiến sau cùng ấy, hắn từ trong chiến hào nhảy ra sông về phía địch nhân, hắn cũng không run rẩy như vậy, không có rung động như vậy. Đó là ngủ yên chi hải A, đó là nơi để toàn bộ chiến hữu yên giấc nhìn thu, vô luận chiến đấu kịch liệt cỡ nào, đó đều là miền cực lạc sau cùng trong lòng bọn họ, hồn quy ngủ yên chi hải, liền có thể vĩnh viễn ngủ yên. Đó là địa phương làm bận tâm tối hậu trong lòng bọn họ, vì đó là một góc sau cùng của chiến đấu, bọn họ có thể chết, nhưng mà chiến hữu của bọn họ lại có thể vĩnh tồn ngủ yên. Vì cái gì mà phải tới quấy nhiễu bọn họ, vì cái gì, nắm đấm A à tín nắm đến mức trắng bệch, hắn bất chi bất giác cúi đầu, khuôn mặt dữ tợn, toàn thân run dữ dội hơn. Vì cái gì mà phải tới quấy nhiễu bọn họ, vì cái gì, bởi vì cần người đi chiến đấu sao ta đi chiến đấu, phải có người chịu chết, ta đi tìm chết, vì cái gì mà phải tới quấy nhiễu bọn họ, vì cái gì mà ngay cả người chết cũng không buông tha. Rồi quang mang thanh đồng đột nhiên sáng lên, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, chiếu vào khuôn mặt dữ tợn của A Tín, đau đớn là rõ ràng như thế, rõ ràng đến mức khiến trong lòng tiểu man đau xót. Thân kiếm ông Minh trầm thấp, giống như thủy triều dâng lên, thanh âm càng lúc càng lớn. Cái thanh âm này, A Tín ngẩn ra, hắn vô thức ngẩng đầu kiếm thanh đồng dơ lên cao ngất, tựa như chiến kỳ nam thập tự binh đoàn cao ngất lay động. Kiếm minh trầm thấp, giống như trăm vạn người đồng thanh hét lớn, bọn họ phẫn nộ như thế, không cam lòng như thế, hùng hồn bi trang như thế. Cử chỉ đường thiên giống như điên rồ, kiếm minh trầm thấp khiến toàn thân hắn run rẩy không tự chủ được, trong đầu hắn hiện lên ngủ yên chi hải, hắn đã nhìn thấy một màn cả đời khó quên kia. Từng lớp thân ảnh từ ngủ yên chi hải phóng lên cao đụng màn trời phân thân toái cốt giải rác biển rộng kia một đám nhìn không đến cuối toàn thân phủ đầy vết giạt giống như khuôn mặt người xứ té vỡ lại chắp lại trăm năm ngủ say đổi lấy một trận trong vạn năm không ngừng lặp lại lặp lại còn kèm cả câu kia một trăm năm sau bọn ta lại sóng vai thân thể đường thiên run rẩy bên tai quanh quẩn tiếng rít gào giống giận trong ngủ yên chi hải trong mắt hiện lên vẻ mặt người xứ vỡ nát tuyệt vọng không cam lòng ầm ầm chiến ý tựa như dung nham nóng hổi từ mỗi bộ vị thân thể hắn bốc lên thân ảnh nhảy vào trong ánh sáng nghịch kiếm minh khắp bầu trời nương theo âm thanh đường thiên khàn khàn giận hô. Binh đoàn sinh tử không biết, chúng ta há có thể ngủ yên. Ánh sáng từ cửa sổ mạn tàu chiếu vào bên trong khoang thuyền, a à tín như bị sét đánh. Chương 902, vinh quang năm xưa, rọi sáng người bây giờ. Khi Đường Thiên giờ bất tử kiếm lên cao ngất, tiếng bất tử kiếm vang lên trầm thấp, tựa như khí lưu xoay chuyển, xoay quanh hắn, đáp lại hắn. Đường Thiên kích động khó giải thích, Kể từ sau khư án ngộ ra thức tỉnh thần trang, hắn đã quen với trạng thái tuyệt đối lãnh tĩnh lúc chiến đấu. Nhưng mà, trong một khắc khi kiếm minh vang lên kia, toàn bộ lãnh tĩnh đều bị hắn vứt hết ra ngoài, sự kích động khó mà hình dung tràn ngập toàn thân hắn. Đường thiên chưa từng gặp binh đoàn như vậy, chưa từng gặp hồn phách như vậy, chưa từng gặp tín niệm như vậy. Có thể cùng kề vai chiến đấu với tín niệm như vậy, vinh hạnh cỡ nào? Chúng ta há có thể ngủ yên, chúng ta há có thể ngủ yên. Tiếng đường thiên giống giận quanh quẩn trong không trung, kiếm minh trầm thấp khắp bầu trời đáp lại hắn, cùng theo hắn giống giận, cùng theo hắn kích động, cùng theo hắn giết gào, giống như muốn phun hết không cam lòng và phẫn nộ tích lũy vạn năm ra thật nhanh, giống như muốn san khuôn mặt nước vỡ vạn năm kia lần nữa bằng phẳng, giống như muốn đánh tan nơi mình ngủ yên. Há có thể ngủ yên, há có thể ngủ yên, cái này là linh hồn đã từng vỡ nát hơn trăm lần trong vạn năm qua a. Đơn giản là một hy vọng mờ nhạt đến mức cơ hồ sắp hòa tan trong hắc ám. Bọn họ buông bỏ yên giấc, Bọn họ chịu đựng trăm năm cô tịch, đổi lấy một lần cơ hội thắng lợi mà nó cơ hồ là không có hy vọng. Bọn họ thiêu đốt toàn bộ quang và nhiệt của mình sau đó bị đánh tan, bọn họ yên lặng liếm liếm vết thương trải rộng toàn thân, ngủ say trong hắc ám, chờ đợi trăm năm sau thức tỉnh. Một vạn năm hắc ám, tuyệt vọng, đau khổ dẫy ruộng này là màn khói thuốc súng mà bọn họ xuyên ra không được. Phần bi tráng lần lượt trùng lập này không liên quan đến thắng lợi, mà chỉ liên quan đến lá chiến kỳ nam thập tự binh đoàn thủy trung phấp phới trong lòng bọn họ. Khi đường thiên dơ kiếm hô to binh đoàn sinh tử không biết, chúng ta há có thể ngủ yên, tiếng bất tử kiếm ông minh vang vọng chân trời, đám mây trên bầu trời bị vặn xoắn tan, năng lượng trong thiên địa bị quấy nhiễu, vọt tới đường thiên. Đường thiên tựa như một vòng xoáy thật lớn, từng giải sáng từ bốn phương tám hướng bắn đến, chúng nó mang theo tiếng giết nhiếp hồn người. Chùm năng lượng phát ra tiếng xé gió sắc nhọn chói tai hơn, tiếng bất tử kiếm vang lên phát ra trầm thấp bi trang hơn, chúng nó hỗn tạp với nhau khiến thân thể đường thiên không khống chế được mà run rẩy. Hắn nghe được trăm vạn tướng sĩ liên tục không ngừng giống giận không cam lòng, hắn cảm nhận được sự dũng cảm khi va chạm trời cao như thiêu thân lao đầu vào lửa, hắn nghe thấy một gã tướng quân vết sách đầy mặt, trong nội tâm chất chứa sự thất vọng và thất bại, trầm mặc đối mặt với vô biên vô hạn binh lính xứ vỡ tan, đối với tịch liêu hắc ám ngủ yên chi hải, đối với sắp ngủ sai trăm năm cùng với không biết bao nhiêu năm đã từng thất bại, đau đáu đối với binh đoàn xa xôi mà không biết là có còn tồn tại nữa hay không. Hắn lớn tiếng la lên, cổ vũ sĩ khí, nói trăm năm sau bọn ta lại gặp nói trăm năm sau bọn ta lại sóng vai năm tháng như sông dần dần tẩy đi bầu máu nóng lão tướng không phục hắn không đòi thắng lợi không kể thành công chỉ nói trăm năm sau bọn ta lại sóng vai lão binh không phục bọn họ trầm mặc bọn họ mất mát chỉ trăm năm sau tỉnh lại chỉ từ ngủ yên chi hải nhảy lên chỉ sông phá trời cao chỉ hô to binh đoàn sinh tử không biết bọn ta há có thể ngủ yên chỉ là vỡ tan sự tịch liêu và bi thương vô bờ như ngủ yên chi hải tràn ngập thể xác và tinh thần đường thiên, phải là, phải có sự kiên định chấp nhất rộng lớn hơn so với ngủ yên chi hải, thiêu đốt thể xác và tinh thần đường thiên. Đột nhiên thiên địa dường như trở nên buồn bã, tịch liêu tràn ngập, dưới chân đường thiên, lấp lánh long lanh, hải dương màu đen minh mông bát ngát, đó là ngủ yên chi hải. Đường thiên đứng ở trên ngủ yên chi hải, thân thể hắn giống như đang thiêu đốt, nhưng mà con mắt hắn lại phức tạp khó hiểu. Bất tử kiếm dơ lên cao, được hắn dựng thẳng trước ngực, văn tự khắc ghi trên thân kiếm phản chiếu vào trong mắt hắn. Vô hữu, vĩnh an, hắn nhẹ giọng nỉ non, nhẹ nhàng đè thân kiếm xuống, vung kiếm. Ngủ yên chi hải dưới chân đang bình tĩnh đột nhiên trở nên sao động, sóng gió càng lúc càng lớn. Giống như tâm hữu linh tê, đường thiên bỗng dừng bước lên một bước, y phục không gió tự lay động, sóng biển dưới chân nổ tung, hắn không cảm giác thấy, ánh mắt vô cùng chuyên chú, cổ tay lật chuyển, bất tử kiếm lăng không một kiếm đâm ra ngủ yên chi hải sao động, từng đạo hư ảnh chậm rãi từ mặt biển hiện lên, hư ảnh rất mơ hồ, như vụ như ảnh, mơ hồ có thể thấy nhân hình. Hắn ngửa mặt, tựa hồ nhìn khắp bầu trời, thả người bay lên không, hóa thành một đạo kiếm quang, phóng lên cao, kiếm giết trầm thấp hùng hồn, hùng hồn bi tráng, bắn nhanh về phía thu sát viện. Bang bang bang, từng cái hư ảnh hóa thành từng đạo kiếm quang, phóng lên cao. Thu Thiên Kình đã sớm đặt trận địa sẵn sàng đón quân địch, lão biết rõ đối phương cường đại, nhưng mà lão vẫn không cho rằng mình hoàn toàn không có cơ hội lão tán thán chấp niệm sâu sắc trong thanh kiếm này là một thanh thần binh lợi khí chân chính uy thế của nó và kiếm chiêu vượt quá sức tưởng tượng khiến thu thiên kình thất kinh nhưng mà lão không dự định thúc thủ chịu trói một thanh kiếm có lợi hại cũng chỉ là một thanh kiếm một người có lợi hại cũng chỉ là một người thánh vực từ lâu đã dùng vô số sự thực chứng minh được binh đoàn mới là cường đại nhất nhìn kiếm quang gào thét mà tới trong kiếm quang ẩn chứa sự thảm liệt bi tráng, khiến lão động dung, thế thì tính sao? Vừa rồi binh đoàn thu sát đã chuẩn bị hoàn tất, chiến ý trong mắt thu thiên kình bốc lên như hỏa diễm, khóe miệng hiện lên một mặt tiểu ý lạnh lẽo. Thu sát viện ở dưới chân lão, phủ đầy xương thu, giống như có một tầng tuyết hơi mỏng. Vũ khí nhàn nhạt, từ mặt đất bốc lên, thu sát viện tràn ngập vũ khí, tựa như một thế giới khác. Năng lượng cháo được triệt hồi, vũ khí tràn lên tường thu sát viện, dọc theo tường viện chậm rãi tràn ra khắp nơi phía ngoài, tựa như tường vi hôi sắc bám lên, lại như tường bằng xương vụ. Một lát sau, toàn bộ tường vây thu sát viện đã được vũ khí bao trùm. Thu xương lẫm địa, sát chiêu cuối cùng của binh đoàn thu sát, khi kiếm quang thảm liệt bi tráng mang theo tiếng gào thét sắc nhọn, mang theo quang hoa trói mắt đánh lên tường ngoài tràn ngập vũ khí của thu sát viện. Oanh, kiếm quang đột nhiên nổ tung, toái mang tung tóe ra giống như pháo hoa giải rác ngủ yên chi hải. Thu Thiên Kình không nghĩ đến kiếm quang sẽ nổ tung, bị giật nảy mình. Chỗ kiếm quang nổ tung, xương thu bị tạc thành một cái động lớn, nhưng mà vài sợi vũ khí thổi qua, đại động vừa mới nổ ra lập tức biến mất. Tâm tình vừa căng thẳng liền buông lỏng lại, kiếm mang thoạt nhìn thanh thế đáng sợ, nhưng mà uy lực chỉ là cao hơn chiến vũ khí hạm bình thường một chút. Nếu là năng lượng cháo lúc trước, bọn họ R rằng chống đỡ không được mấy cái, nhưng mà muốn lay động thu xương lẫm địa, loại công kích cường độ này là chưa đủ âm thanh nổ tung này giống như kéo mở một trận thịnh yến rầm 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 kiếm mang như mưa vỗ lá chuối không ngừng đánh lên vũ khí của thu sát viện toái mang do kiếm mang nổ tung không bị khí lưu ảnh hưởng chút nào dồn dập tung vẩy bay xuống như hoa tuyết sạc sỡ vũ khí của thu sát viện kích động không ngừng tựa như bên trong có một con quái thú đáng sợ mỗi một đạo kiếm mang nổ tung vũ khí đều sẽ bị tạc một cái động lớn nhưng mà cơ hồ trong chớp mắt đại động lại được vũ khí chiếm đầy bên trong vũ khí thu sát viện tựa như vô cùng vô tận. Kiếm quang từ ngủ yên chi hải bay lên cũng tựa như vô cùng vô tận. Người trung niên ở xa xa quan chiến, lúc này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cảnh tượng chiến đấu trước mắt, hoàn toàn phá vỡ nhận biết của gã. Thu phong sát là sát chiêu binh đoàn của binh đoàn thu sát, gã tự nhiên biết, nhưng mà loại vũ khí quỷ dị trước mắt này là thứ gì? Lẽ nào đây mới là sát chiêu chân chính của binh đoàn thu sát? Nếu như bảo công kích của binh đoàn thu sát, Gã còn có thể nhìn mà hiểu biết một chút, công kích của gia hỏa mang mặt nạ kia thì gã hoàn toàn nhìn không thấu. Đúng vậy, hoàn toàn không hiểu, thủ đoạn yêu dị khiến lòng người rét lạnh, kết quả mà ngay cả thu phong sát đều không thể chống lại, gã chưa từng nghe thấy. Bây giờ biển đen quỷ dị như vậy, từ nơi nào toát ra? Là ảo tưởng sao? Còn kiếm quang từ trong biển bay ra làm gã trợn mắt há mồm hơn cả. Có một hạt toái mang bay rơi xuống biển, rơi trên mặt đất sau đó gã tận mắt thấy nó làm thế nào im hơi lặng tiếng tạo ra một cái hố to đường kính hơn 200 mét, sâu không thấy đáy. Người trung niên khiếp sợ rồi, đó chỉ là một hạt toái mang A, à, nhìn kia toái mang như hoa tuyết, gã không khỏi vô cùng lo sợ, hoàn toàn có thể xóa bỏ tòa thành thị này A. À. Cái ra hỏa này rốt cuộc là ai? Kiếm quang như mưa cắt ngang chân trời chiếu vào khuôn mặt tuổi còn trẻ của A tín, chiếu sang con mắt tang thương, hắn nhếch miệng cười gượng gạo, tự diếu. Đúng vậy, mình thực quá ngu xuẩn rồi, đám gia hỏa kia dù trong ngủ yên chi hải cũng sẽ không là cái mặt hàng thành thật gì đó, còn cậy người đông thế mạnh. Nhưng mà, vô hộ, vĩnh an, các ngươi vì cái gì, vì cái gì không buông tha, buông tha chúng ta thật vất vả mới đổi lấy ngủ yên. Các ngươi đã quên rồi sao, vì phiến ngủ yên chi hải kia, chúng ta đã trả cái giá cỡ nào, không dễ dàng cỡ nào. Các ngươi đã quên rồi sao, chiến đấu là sứ mệnh của người sống, còn các ngươi chỉ cần an tâm mà ngủ yên a à. Không buông bỏ được sao còn có cái gì mà không buông bỏ được, binh đoàn sinh tử không biết, bọn ta há có thể ngủ yên. Quá phù hợp cá tính đám ngớ ngẩn các ngươi rồi, nét cười khổ từ khóe miệng hắn tỏa ra, tràn đầy trên mặt, hắn tự dung muốn cười to, cười ha ha, cười đến cuối người, trồm hỗn trên mặt đất. Đám ra hỏa các ngươi, ha 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 ha, muốn giống như trước đây a à. Đạp hư ngủ yên chi hải các ngươi cứ siêng năng như vậy sao? Lo chuyện bao đồng, cũng đã chết lâu như vậy rồi còn lo mấy cái chuyện đó. Ha 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 ha, ta cũng xuẩn a, à, ta cũng đã chết lâu rồi a. À. Hắn vừa cười to vừa đấm mặt sàn, cười cười đến chảy nước mắt, cứ lưu lại như vậy khó giải thích. A tín cảm thấy mình thực sự là xuẩn, muốn khóc cũng là đám ngớ ngẩn này, buông bỏ những ngày lành, địa phương ngủ yên chi hải tốt như vậy. Lúc đó phí bao nhiêu khí lực mới thành công a, à, đám ngu xuẩn này vậy mà không biết quý trọng chút nào, lãng phí chỉ tiêu các người biết rõ không? lãng phí tâm huyết năm đó các người biết rõ không? Được rồi các ngươi vẫn luôn xuẩn như thế, mình còn lo lắng cho bọn họ, dường như xuẩn hơn ha 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 ha. Ô ô ô ô, cười cười, hắn bắt đầu khóc rồi, tiếng khóc càng lúc càng lớn, hắn trồm hốm trên mặt đất các tiếng khóc giống, mặc cho nước mắt nước mũi giản rụa khắp nơi. Há có thể ngủ yên, há có thể ngủ yên, đám ngu ngốc các ngươi không ngủ yên, kỳ thực chính là muốn mỗi ngày đánh bài a. À. Những gia hỏa năm đó tại trên bàn đánh bài bị ta tàn bạo thành cầu kia mau ra đây đi hai vòng, đừng cho là ta không nhớ ra các ngươi chính là không có cao thủ đại sát tứ phương trên bàn bài như ta tỏa chấn, các người mới có thể bảo trì tôn nghiêm trên bàn bài, kết quả là mất ăn mất ngủ đến nỗi không chịu ngủ yên đúng hay không. Có biết một người như cô hồn giã quỷ lăn lộn hơn một vạn năm gian nan cỡ nào các người biết không? Có biết một vạn năm mang theo một đám bộ xương giết tới giết lui buồn chán cỡ nào không? Buồn chán đến tự lẩm bẩm, buồn chán đến đi chú ý một ít chuyện tào lao vụn vặt, các người có biết ta ngay cả tay trái tay phải các người dùng mấy tờ giấy xí đều nhớ kỹ không? đừng để ta bắt gặp các ngươi bằng không ta sẽ giúp từng tên các ngươi một nhớ lại chuyện trời ơi năm đó ha 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 ô ô ô các ngươi biết rõ một vạn năm này ta sợ bao nhiêu không rất sợ mình quên đi mình là ai quên đi binh đoàn quên đi mấy chuyện trời ơi đó của các ngươi rất sợ vạn nhất bắt gặp các ngươi lại không nhớ rõ các ngươi ha 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 ta còn nhớ kỹ các ngươi ta còn nhớ kỹ các ngươi ta không nhớ các ngươi đâu ta không luyến tiếc các ngươi đâu ta chỉ là sợ mất mặt a à. Ta chỉ là sợ khó xử. Thật đó, dù sao các người đánh bài cho tới bây giờ đều không thắng được ta. Các người biết trí nhớ của ta rất tốt ha. Ô ô ô, ta nhớ các người rồi. Hắn trồng hốm trên mặt đất, vỗ sàn nhà, như người điên vậy một hồi khóc giống một hồi cười khúc khích. Tiểu man muốn tiến lên, thiên huệ đưa tay giữ nàng ta lại, khẽ lắc đầu ra hiệu. Tiểu man cắn chặt môi, vẻ hung dữ thường ngày trong ánh mắt đã tiêu thất. Ngoài cửa sổ kiếm quang như mưa, giống như ánh sáng năm đó dọi sáng A tín vạn năm sau. chương 903, Tô Phỉ trở về. Ngay từ đầu Thu Thiên Kình rất thong dong công kích của đối phương tuy rằng rất mãnh liệt, nhưng mà Thu Sương lẫm địa của bọn họ cũng không phải bằng giấy. Lão tràn đầy lòng tin với Thu Sương lẫm địa, cho dù đây là lần đầu tiên sử dụng nó kể từ khi nó được sáng tạo ra. Bởi vì Thu Sương lẫm địa hoàn toàn không giống với toàn bộ sát chiêu binh đoàn lúc trước. Pháp tắc, đây là điểm căn bản làm nó không giống với cái sát chiêu binh đoàn khác, thu xương lẫm địa ẩn chứa thu chi pháp tắc. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, thu xương lẫm địa đã vượt qua phạm chủ sát chiêu binh đoàn. 15 năm rèn ra một kiếm, sau khi thu thiên kình sáng chế ra thu phong sát, lão luôn luôn suy nghĩ, làm thế nào sáng chế ra sát chiêu binh đoàn uy lực lớn hơn thu phong sát. Một lần suy nghĩ này chính là 10 năm, một lần ngẫu nhiên có linh cảm, đã giúp lão giác ngộ. Nhưng mà, cái này chỉ là khởi đầu, sát chiêu binh đoàn chưa bao giờ là một mình võ tướng có thể đơn độc hoàn thành. Phí mất 5 năm, lão và tướng sĩ dưới trướng không ngừng hoàn thiện, cuối cùng chế tạo ra sát chiêu mạnh nhất, Thu xương lẫm địa. Một khi mở Thu xương lẫm địa, vị trí của binh đoàn liền sẽ kích phát thu pháp tắc, hình thành một mảnh thu chi lãnh địa đặc biệt. Thu chi lãnh địa tự thành nhất thể, có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thu năng lượng, xương thu hóa vụ, có thể nói vô cùng vô tận, sinh sôi không ngừng. So với vũ kỹ cá nhân, sát chiêu binh đoàn phức tạp hơn nhiều. Các tướng sĩ lĩnh ngộ pháp tắc chắc trở hơn nhiều yêu cầu sát chiêu hà khắc hơn nhiều, nhưng mà một khi thành công, uy lực rất lớn, vượt quá sức tưởng tượng. Đường thiên nhanh chóng ý thức được mình phán đoán sai lầm. Pháp tắc mà thu xương lẫm địa ẩn chứ, vẻ ngoài không phải là pháp tắc tuyến, mà là pháp tắc diện. Thậm chí không phải pháp tắc diện bình thường, tại trong phiến không gian thu pháp tắc này, đã có hình dáng cơ bản của pháp tắc lĩnh vực. Tỷ như tự tu bổ, đây là đặc điểm thông thường nhất của pháp tắc lĩnh vực. Chuẩn pháp tắc lĩnh vực, nhận ra điều này, không chỉ mỗi đường thiên, còn có một người khác nữa, đó chính là Cát Trạch. Tư chất những người thần trang binh đoàn này đều rất phổ thông, kể cả phù chính chi tuy rằng thực lực không tệ nhưng mà tuổi khá lớn. Trong những người này, duy nhất có thể gọi là thiên tài, chỉ có Cát Trạch. Cát Trạch ngay từ đầu nhìn thu sát viện là vẻ mặt xem thường lẫn khinh bỉ, nhưng khi vũ khí ngăn cản được kiếm quang, sắc mặt hắn liền trở nên nghiêm trọng. Nhưng mà chẳng mấy chốc, vẻ kinh ngạc trên mặt hắn càng ngày càng nhiều, sau cùng biến thành như gặp quỷ. Thực sự là gặp quỷ rồi. Cát trẻ cơ hồ không thể tin vào hai mắt của mình, đùa vui cái gì thế này. Chuẩn pháp tắc lĩnh vực, cho dù là tại tội vực, chỉ có một người lĩnh ngộ pháp tắc lĩnh vực, đỗ khắc chính là bằng vào điểm này mà leo lên vương tọa, trở thành đệ nhất nhân được tội vực công nhận. Nói thật là, bắt đầu từ khi tiến nhập thánh vực, hắn đối với binh đoàn, võ tướng của thánh vực rất không vừa mắt. Người nơi đây vậy mà cũng chưa lĩnh ngộ pháp tắc, pháp tắc và năng lượng là hai tầng lực lượng hoàn toàn khác nhau lúc hắn còn chưa biết lợi dụng pháp tắc để khống chế năng lượng hắn rất nhỏ yếu nhưng mà một khi hắn đánh vỡ tầng ngăn cách này thực lực của hắn liền trong một đêm tăng vọt nếu như nói giữa pháp tắc và năng lượng có một tầng giấy từ pháp tắc đến năng lượng là một tờ giấy rất mỏng mà tờ giấy giữa năng lượng đến pháp tắc lại rất dày cho nên trong tâm trí đối với võ tướng binh đoàn của thánh vực hắn không cho là đúng thế nhưng chính binh đoàn khiến hắn khinh thường vậy mà lại có thể lĩnh ngộ pháp tắc còn có thể hình thành không gian tương tự pháp tác lĩnh vực, cái này sao không khiến hắn cảm thấy như gặp phải quỷ. Dù cho ở tội vực, chuẩn pháp tác lĩnh vực, đó là cường giả cao cấp nhất mới có thể có được, hắn lại trông thấy tại thánh vực. Nhưng mà tựa như đường thiên đánh giá thấp thu xương lẫm địa, thu thiên kình cũng đánh giá thấp bất tử kiếm. Kiếm quang như mưa sối xả kia như là vô cùng vô tật, sắc mặt thu thiên kình cũng từ vẻ thong dong ban đầu dần dần trở nên nghiêm trọng. 5 phút đã trôi qua, kiếm quang của đối phương vẫn không có chút dấu hiệu suy kiệt nào. Đây là cái chiêu thức gì? Một người làm sao có thể duy trì công kích cường độ cao như thế? Đây chính là công kích cấp chiến hạm A, vô luận là uy lực của kiếm quang, hay là tần suất công kích, đều là cấp chiến hạm. Hơn nữa là cấp hoàng kim cấp chiến hạm, tựa như các trạch nhìn thấy thánh vực có binh đoàn có thể lĩnh ngộ chuyển pháp tắc lĩnh vực thì cảm giác gặp phải quỷ, hiện tại Thu Thiên Kình cũng có tâm tình giống như thế. Tại nơi binh đoàn chủ đạo như thánh vực, trông thấy gia hỏa có sức chiến đấu cá nhân so sánh được với chiến hạm là không có khác biệt gì so với gặp quỷ. Đối với tuyệt đại đa số binh đoàn mà nói, sức chiến đấu chiến hạm so với sức chiến đấu không có chiến hạm là cách biệt một trời một vực. Một binh đoàn nếu như có thể trong tình huống không có chiến hạm đánh ra công kích của chiến hạm thì có thể được coi là tinh nhuệ. Về phần cá nhân, vậy chẳng phải là chiến hạm có hình người sao? Trên đời này sao lại có tên gia hỏa như vậy? Uy lực chiến hạm thật lớn, phòng ngự kiên cố, nhưng mà sử dụng có rất nhiều hạn chế, tỉ như hạn chế về kích thước cửa biển, tỉ như tính linh hoạt kém tại chiến trường nhỏ, chiến trường bình thường dành cho chiến hạm đều là tại năng lượng hải rộng lớn. Nhưng mà chiến hạm hình người, thật là đáng sợ, không bị địa hình ảnh hưởng, linh hoạt không gì sánh bằng, có thể thập phần bí ẩn khởi xướng công kích, uy lực công kích giống như chiến hạm. Cái này là vũ khí tố chất cao A, lúc trước Thu Thiên Kình hoài nghi đối phương ngụy trang thành quang minh kỵ sĩ đoàn, hiện tại lại cảm thấy, dù cho đối phương không phải quang minh kỵ sĩ đoàn, vậy cũng nhất định là xuất ra từ thánh điện. Thu Thiên Kình tin tưởng vững chắc, nếu như có nơi nào có thể bồi dưỡng ra quái vật có thể so sánh với chiến hạm, vậy nhất định là thánh điện. Cũng may thu xương lẫm địa dưới chân vận chuyển không trở ngại khiến lão thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà lửa giận trong lòng lại là nhảy lên cao ngất. Thánh điện là muốn diệt thu ra a, à. đến đi, thật cho rằng thu ra là trái hồng mềm sao? Người trung niên ở xa xa quan chiến sắc mặt triệt để thay đổi, gã và Thu Thiên Kình có nghĩ như nhau. Cường giả có thể so với chiến hạng, nhất định là con bài chưa lật sau cùng của Thánh Điện. Nếu như Thu gia thật bị Thánh Điện diệt, vậy Thánh Điện kèm theo uy thế của trận chiến này, có bao nhiêu người dám đối diện nó? Đến lúc đó, liên minh danh môn liền sẽ tan thành cho bụi. Sợ hãi cường liệt tràn ngập trong lòng gã, bọn họ hiện tại là tên đã rời dây cung, vô pháp quay đầu lại. Bọn họ quá quen thuộc tác phong của Thánh Điện, dù cho hiện tại dừng lại ở Trấn An, nhưng mà chờ thế cục ổn định, đó là lúc tính sổ bọn họ chẳng kẻ nào chạy thoát người trung niên thu hồi chút tâm tư của mình trong mắt hiện lên một lũ ngoan lệ thấp giọng phân phó hộ vệ bên cạnh mình sắc mặt hộ vệ trở nên nghiêm trọng không ngừng gật đầu xoay người nhanh chóng rời đi tô phỉ đứng ở cửa vào thánh điện bên trong đại môn nguy nga nồng nặc quang minh năng lượng phóng ra bạch quang thần thánh bên trong tựa như là một thế giới khác nàng đứng nơi đó ngưng mắt nhìn cánh cổng tựa như tượng không nói một lời nàng ra vào nơi đây vô số lần đây là nhà của nàng, là nơi nàng rất quen thuộc, bên trong có người nàng rất quen thuộc. Cửa lớn vẫn nguy nga, bạch quang vẫn nồng nặc, người vốn quen thuộc nhất lại đã không thấy nhìn nữa rồi. Tô phỉ trở về, kinh động toàn bộ trưởng lão. Khi tô phỉ tiến vào thánh điện, nghênh tiếp nàng là ánh mắt phức tạp khó hiểu của các trưởng lão. Nàng biết rõ những người này đang nghĩ cái gì, nhưng mà nàng không thèm để ý, sự sinh tử của những người này có quan hệ gì với nàng. Nàng tựa như không nhìn thấy các vị trưởng lão, nắm bội kiếm bên hông, không nói một lời, chậm rãi đi vào sâu trong thánh điện. Đi được phân nửa, nàng bỗng nhiên mở miệng, điện hạ bị ám sát ở điện nào? Một gã trưởng lão cơ trí hơn vội vàng trả lời, là Mộ Chi điện. Tô Phỉ gật đầu, chuyển phương hướng, hướng về phía Mộ Chi điện đi tới. Nhìn bóng lưng nàng rời xa, các trưởng lão nghị luận với nhau. Nàng quá xung động rồi, vậy mà lại trực tiếp huyết tẩy nơi đóng quân của Thu gia, đây chẳng phải là khiến mâu thuẫn càng trở nên gay gắt hơn sao? Ai, cũng không thể trách nàng. Nàng và chắc Điện Hạ cảm tình sâu lắm. Nghe tin tức Điện Hạ bị ám sát bỏ mình, há có thể không mất khống chế. Thật sự là lần này những danh môn kia quá càn quấy, rất cả gan làm bậy, chúng ta nên sớm thu thập bọn chúng cho rồi, cái này là dưỡng hổ làm loạn a. Hư, nói cẩn thận, cẩn thận tai vách mạch rừng, cái này là một đám người điên, ngay cả Điện Hạ cũng dám ám sát, đám chúng ta bọn họ sao để vào mắt. Sợ cái gì mà sợ, Quang Minh kỵ sĩ đoàn trở về rồi. Bọn họ dám sằng bậy chính là muốn chết. Đúng vậy, Quang Minh kỵ sĩ đoàn trở về rồi, ta ngủ cũng có thể an tâm hơn nhiều. Tô Phỉ đứng ở ngoài cửa mộ chi điện, mộ chi điện phát sinh sự kiện nghiêm trọng như thế, trong trong ngoài ngoài đã sớm bị tìm tòi qua vô số lần, ngay cả mặt đất cũng bị lật tung vài thước, một đống hỗn độn. Nàng yên lặng đứng ở ngoài cửa, không đi vào, bên trong thánh điện, các trưởng lão top 5 top 3, thấp giọng nghị luận, ánh mắt thỉnh thoảng hướng tới chỗ sâu trong thánh điện. Nàng còn ở cửa mộ chi điện, đã hai tiếng đồng hồ rồi, Thương Tâm, dù sao bỏ mình chính là Điện Hạ a." Nghị luận tương tự thỉnh thoảng vang lên, các trưởng lão không có ai ly khai. Bọn họ tụ tại quảng trường lớn nhất thánh điện, chờ đợi tin tức sau cùng. Tô Phỉ huyết tẩy nơi đóng quân của thu gia, đại trưởng lão không phát biểu bất cứ thái độ gì, ngay cả chắc Điện Hạ bị ám sát bỏ mình, đại trưởng lão cũng không nói một lời. Bọn họ biết rõ đại trưởng lão đang chờ đợi Tô Phỉ trở về. Bỗng nhiên các trưởng lão rối loạn, bên trong truyền ra tin tức Tô Phỉ ly khai mộ chi điện, đi tới Quang Minh điện. Các trưởng lão trở nên khẩn trương khó giải thích, Kim Khẩu đại trưởng lão vừa mở, thái độ và lập trường của thánh điện liền sẽ được xác định. Khẩn trương không chỉ có các trưởng lão, danh môn nhận tin tức cũng có chút khẩn trương. Đại trưởng lão mới là trí cao vô thượng tại thánh điện. Hắn nói đánh, toàn bộ thánh điện liền sẽ bất chấp tất cả đi chiến đấu, phí tổn có nhiều, chết có nhiều, thánh điện cũng sẽ tiếp tục đánh. Đại trưởng lão nói hòa, Bên kia dù trước đó đánh có kịch liệt cỡ nào, thù hận có lớn bao nhiêu, thánh điện cũng sẽ cùng đối phương hòa hảo. Tô Phỉ đi tới trước cửa Quang Minh điện, thùm thụp một tiếng quỳ xuống, vai nàng run rẩy, nước mắt không khống chế được giàn rộ ra, nàng úp sấp trên mặt đất, nước mắt rơi vãi đại địa, nỗi bi thương của nàng không chút yếu bớt. Khổ cực ngươi rồi, hài tử, muốn khóc thì khóc thành tiếng đi, không nên nghẹn ở trong lòng. Thanh âm ấm áp từ trên đỉnh nàng đầu truyền đến, trong lòng nàng càng thêm khổ sở ục xuống đất khóc không thành tiếng. Đại trưởng lão than nhẹ một tiếng, giơ tay vuốt đầu Tô Phỉ. Bàn tay được thánh viêm bao phủ của đại trưởng lão không có bất cứ cảm giác nóng cháy nóng hổi gì, lại có lực lượng bình hòa nội tâm. Tâm tình Tô Phỉ từ từ ổn định lại, viên mắt nàng đỏ bừng, hướng đến đại trưởng lão thỉnh tội, thuộc hạ không có mệnh lệnh, tự ý hạ lệnh tập kích thu ra, tạo thành ảnh hưởng ác liệt, thỉnh trưởng lão trách phạt. Vì sao phải trách phạt? Thanh âm trầm thấp hữu lực từ trên khuôn mặt hừng hực thiêu đốt thánh viêm truyền ra đại trưởng lão lộ ra phẫn nộ khôn kể, những gia hỏa kia cho rằng ta sẽ thỏa hiệp. Bọn họ nghĩ sai rồi, ta tình nguyện dù thánh điện có đổ nát, cũng tuyệt đối không thỏa hiệp cùng bọn họ. Ta muốn cho bọn họ biết rõ, bọn họ là không biết tự lượng sức mình cỡ nào. Thánh điện ông ông tác hưởng, vì đó rung động, chương 904, A Tiến thỉnh chiến, kiếm quang như mưa sối xả rằng co tròn 10 phút, khi một mặt kiếm quang sau cùng băng vỡ, toàn bộ thế giới dường như đột nhiên an tĩnh lại. Toái mang sáng lạn, chiếu sáng ngủ yên chi hải vẻ đẹp tử vong tại thời khắc này dị thường yên tĩnh không biết vì sao ai nấy đều không tự chủ được mà ngừng thở tựa như sợ đánh vỡ sự yên tĩnh này chỉ có con mắt thu thiên kình co rút lại lão nhận thấy nguy hiểm khí tức biến hóa vi diệu rõ ràng là cảnh tượng bình hòa nhưng mà không biết vì sao cảm giác nguy hiểm trong lòng thu thiên kình không những không giảm đi chút nào trái lại còn cường liệt hơn thu thiên kình biết rõ điều này không thích hợp ánh mắt lão cảnh giác mà chuyên chú nhưng mà vẫn không phát hiện bất cứ điều gì, ngủ yên chi hải gió yên sóng lặng, trơn bóng không dao động, tựa như một mặt gương màu đen. Trong lòng Thu Thiên Kình càng trở nên cường liệt bất an. Bên trong khoang thuyền, A Tín lau nước mắt, hắn đứng lên, tựa như người không có việc gì cả. Cảm động cũng được, thương tâm cũng được, tưởng niệm cũng được, hy vọng cũng được, đều là chính mình, không phải cảm động vì người khác, không phải vì để cho người khác biết rõ, tất cả mọi thứ đều là vì chính mình, vì khát vọng chân chính trong nội tâm mình ngoại trừ thiên huệ và tiểu man không có ai biết rõ tại cách đó không xa trên chiếc thương thuyền này có một thiếu niên già nua đang thất thanh khóc giống dù cho biết rõ cũng vị tất có ai có thể lý giải một vạn năm quá lâu rồi lâu đến mức thương hải tăng điền lâu đến mức vật còn người không lâu đến mức thệ ngôn mai một ai nhàn rỗi như vậy chuyện kiếp này đã bận rộn quan tâm không nổi ngay cả trận chiến đấu này còn chưa kết thúc một lão quái vật đã trải qua một vạn năm đặng sầu não liên miên không dứt nếu binh và đinh ốc biết rõ không biết sẽ làm thế nào chịu nổi vừa nghĩ đến bộ dáng hôm nay bị nữ bạo lực ngực bự kia nhìn thấy a tín liền có chút bi thương hết rồi hết rồi sẽ bị người con gái này cười nhạo rồi không biết lúc nào mới có thể lấy lại phần ấn tượng nữ nhân ngực bự nào hiểu được cảm tình tinh tế như thế trong lòng hắn âm thầm tự nói ai nha sau này tại trước mặt người con gái này làm thế nào ngẩng đầu lên được có phần bị đau đầu rồi trong đầu xoay chuyển những ý nghĩ không có ý nghĩa kia, tâm tình hắn lại rất bình tĩnh. Hắn dị thường cung kính hướng tới thiên huệ hành lễ thuộc hạ thỉnh chiến. Chấp niệm của chiến hữu trước đây ở trước mặt hắn, những gia hỏa này lãng phí ngủ yên chi hải quý giá, khiến hắn rất muốn đem những gia hỏa này đánh một trận. Thượng quan thiên huệ không nói một lời, nghiêm túc nhìn thẳng A Tín. Trên mặt A Tín tràn đầy sáng lạn như ánh nắng, mang theo mấy phần bất cần đời, mang theo mấy phần mong đợi, không có chút bi thương. Tuy rằng A Tín trước mặt thoạt nhìn không khác bình thường bao nhiêu, nhưng mà Thiên Huệ lại có thể cảm thụ rõ ràng được sự nghiêm túc và khát vọng của hắn. A Tín và Tiểu Man là phụ tá đắc lực của Thiên Huệ, nàng phi thường lý giải đối với hai người. Tiểu Man ham thích chiến đấu, nhưng mà A Tín đối với chiến đấu xưa nay không có hứng thú và nhiệt tình gì, có thể không đánh thì không đánh, có thể tốn 10 phút giải quyết chiến đấu, thì tuyệt đối không phí 20 phút. Chủ động thỉnh chiến, đây là lần đầu tiên, nghĩ đến bộ dáng A Tín gào khóc vừa rồi, Thiên Huệ như có đăm chiêu, không chút do dự nói, được. Tả tiểu thư, A Tín đối với sự trịnh trọng của Thiên Huệ tỏ ra biết hơn. Năm đó hắn bị thượng quan Thiên Huệ đánh bại mà bị bắt, mới lựa chọn gia nhập dưới trướng, nhưng mà trong lòng có bao nhiêu tình nguyện cũng không nói được. Trình độ chỉ huy tác chiến của thượng quan Thiên Huệ cố nhiên khiến hắn bội phục, nhưng mà điều này...